mình phải nghe rõ thì mình mới hiểu được. Nhưng mà phải lắng nghe vậy mình ta nói thì người ta mới thích là à, mình đang lắng nghe. Giao tiếp mà mình không thích, ta đâu thèm nói chuyện nữa đâu. Rồi, mục đích nữa là thu thập nhiều thông tin hữu ích trừ cái thông điệp của người nói, đúng không? Hai lỗ tai này để thu thập nhiều thông tin hữu ích. Nếu thì cái kỹ năng xây dựng mới ngày đầu tiên thì ta hỏi cái tầm nhìn của người ta, ước muốn của người ta, họ mong đợi điều gì, họ thích điều gì trong quá khứ, họ tự hào điều gì. Họ nói xong xuôi mình nhớ, đến làm sao đó, mình khen ngợi họ trên mạng. Trời, anh làm cái điều quá hay, rất ít nhiều người họ thích khen cái đó. À, mình khen thất lắm. Tại vì mình nghe xong mình biết người này quá giỏi. Người này khởi nghiệp không đồng, rất là nghèo, mà bây giờ họ tới đây họ rất là tự hào. Mình chia sẻ cái niềm vui với họ, họ rất là thích. Đó là thật lòng nha, chứ không có giả tạo gì trong này hết á. Nếu mà giả họ biết liền à, dễ lắm. Nên người nào mà dẻo miệng mà giả tạo, người trước hay sau tao biết hết cả quý anh chị ơi. Cuộc đời này nó hay, nó công bằng lắm. Chắc chắn rằng là trong tối ngày hôm nay là một ngày chủ nhật rất là tuyệt vời ạ. Thì chủ đề ngày hôm nay cũng một chủ đề cực kỳ quan trọng ạ. Tại sao tôi lại nói như vậy ạ? Thì chủ đề tối ngày hôm nay nó là chủ đề liên quan đến networking ạ. Và networking chính là làm như thế nào để networking hiệu quả. Nói đơn giản như là networking nó chính là một trong những kỹ năng quan trọng mà cần phải có. Nếu như chúng ta muốn duy trì hay là muốn mở rộng các mối quan hệ của mình. Bên cạnh đó nó còn định hướng giúp cho mình xây dựng một sự nghiệp tốt hơn ạ. Và tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ đến ở một con người vô cùng tuyệt vời ạ. Thầy ạ, sơ xin được giới thiệu qua về thầy một chút ạ. Thầy là một trong những người có rất là nhiều năm trong công việc là giảng dạy và đào tạo, đặc biệt là lĩnh vực về thiên về MLM ạ. Thầy cũng là một trong những người làm đối tác hợp tác với rất là nhiều công ty ạ, và giảng dạy cho trực tiếp của rất là nhiều người, hàng ngàn người thay đổi được về tư duy ạ, giúp cho họ được có được một cái cuộc sống ạ tốt đẹp hơn, giàu có hơn và thịnh vượng hơn ạ. Và để không làm mất thời gian của quý cô bác và quý anh chị nữa, sơ xin mời cả nhà là chúng ta cứ cùng nhau thả một tràng pháo tim ạ. Và chào đón lên đây ạ, diễn giả trong buổi tối ngày hôm nay ạ, thầy Nguyễn Đăng Quang. À, xin chào xin chào tất cả quý anh chị, xin chào ban tổ chức của Digision, MCDG và tất cả anh chị em các phòng Zoom. Nếu anh chị nghe được giọng nói của tôi cũng như là slide thì anh chị gõ vào chữ OK gì mà. Recording in progress. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Tôi thấy rất nhiều cái OK. Đêm nay thì có lẽ do đường truyền chúng ta hơi trục trặc kỹ thuật chút xíu. Tôi xin bắt đầu. Thứ nhất là tôi xin chúc quý anh chị, ban tổ chức và toàn thể quý anh chị đang có mặt trong phòng Zoom chúng ta buổi tối tràn đầy năng lượng và khám phá nhiều điều thú vị. Xin mời các anh chị comment giùm tôi cái nơi ở mình á, cái tuổi mình ha. Ví dụ mình ở Hà Nội thì mình gọi Hà Nội, tuổi 40 thì mình gọi Hà Nội 40. Xin mời quý anh chị tương tác vào chat ạ. Rất cảm ơn quý anh chị, rất nhiều anh chị ở Hà Nội, Lào Cai, Huế, Hà Tĩnh, An Giang, Nha Trang, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Tiền Giang, vân vân. Như vậy có lẽ là ở Việt Nam mình có nhiều tỉnh chắc có hết ạ. Cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Như vậy chúng ta cũng đang trong một cái không gian, trong cái thời gian mà đất nước chúng ta trên toàn thế giới đang gặp một cái dịch đó, nó cũng là cái trở ngại, nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên nó cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể gặp mặt nhau online mỗi đêm trên khắp mọi miền đất nước. Có lẽ là các năm gần đây chưa có bao giờ chúng ta có thể là trên toàn quốc chúng ta có thể gặp nhau được như thế này. Cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Như vậy là ở đâu cũng có hết trong này hết rồi. Giờ tôi xin giới thiệu về bản thân của tôi ạ. Tôi tên là Nguyễn Đăng Quang. Quý anh chị thấy cái này một số anh chị đã biết rồi, một số anh chị chưa biết thì tôi xin giới thiệu lại khoảng trong vòng một phút.
quý vị thấy hình con khỉ đó, thì tôi cầm tin con khỉ đúng không? À, con khỉ thì hay tò mò tìm hiểu. À, tôi là nguyên giảng viên đại học Sài Gòn IT. À, tôi quê ở An Giang nhưng mà sinh trưởng tại Campuchia, cho nên một thời gian trước thì tôi không biết tiếng Việt. À. Rồi, ở đây là hình ảnh của sinh viên năm 2004-05, sinh viên chuyên ngành mạng tin. Học xong này đây là lễ tốt nghiệp ra trường, đây sinh viên này đi làm và giáo viên dạy công nghệ thông tin ở các trường. Tôi chuyên sâu về teaching method và ICT in education, tức là chuyên về hướng dẫn đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo và dạy học cho sinh viên, giảng viên và cán bộ lý thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. À, sở thích của tôi thì đọc sách về phát triển bản thân, rồi biết chơi đàn, guitar, nghe nhạc, xem phim, thích khiêu vũ. Từ lâu rồi tôi, ngay từ trẻ tôi đã chơi bóng bàn năm 9 tuổi. Và năm 72-73 tôi là huấn luyện viên võ đường Việt Nam quán. Võ đường này hiện nay giờ của Australia rồi, thì thầy tôi cũng qua đó luôn. Tôi chơi rất là tốt môn cầu lông và bóng bàn. Tôi là chuyên gia đào tạo kỹ năng thuyết trình với PowerPoint, thiết kế slide sáng tạo. Trong quá trình đào tạo thì tôi là đối tác đào tạo của tập đoàn Intel Education. Quý vị biết trong tất cả máy tính chúng ta đều có con chip, nó gọi là Intel Inside đó. Tập đoàn này vào Việt Nam cũng lâu lắm rồi, hỗ trợ đào tạo chúng tôi là giảng viên cốt cán đầu tiên từ năm 2002. Năm 2001-2003 tôi tốt nghiệp thạc sĩ xong thì tôi cùng bạn bè mở một cái trường đào tạo ngoại ngữ tin học mang tên Info School tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008-2010 tôi là giám đốc trung tâm tin học đại học Tế Hồng Bàng. Nơi đây tôi đào tạo cũng trên 4.000 sinh viên. Tôi cũng là giám đốc kinh doanh, vừa qua là giám đốc kinh doanh Reloclean, Phước Tính, và thành viên của Sài Gòn Chapter Hội Doanh nghiệp của Mỹ tại Việt Nam, BNI. Đây là một số hình ảnh tôi là hiện là thành viên câu lạc bộ doanh nhân SIB, VCI Phòng Công nghiệp Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn của tôi là mấy năm nay là giúp sinh viên, giảng viên, doanh nhân tự đánh thức khả năng tiềm ẩn của chính mình, phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng công nghiệp 4.0, thích nghi xã hội theo cái hướng là trở thành công dân toàn cầu, người lao động thế kỷ 21. Đây là phần tóm tắt của tôi. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Đêm nay thì chúng ta có một cái chủ đề, đó là chúng ta nghiên cứu. Cách đây 2 ngày tôi có giới thiệu về cái giao tiếp hiệu quả để mà thành công và hạnh phúc. Thì tiếp theo cái trong giao tiếp thì nó có networking. Networking là cái gì? Vì sao là chủ đề hôm nay là nêu là networking hiệu quả? Thì xin mời cho tất cả anh chị sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu. Với cái tựa này thì quý anh chị kỳ vọng muốn đợi gì thì anh chị hãy comment vào ô chat nhé. Tôi muốn biết là mình kỳ vọng gì với cái tựa chủ đề này, networking. Hoặc là anh chị có cái suy nghĩ gì đó về nó thì anh chị có thể comment vào ô chat. Cảm ơn quý anh chị. Mối quan hệ, tìm hiểu về cái mối quan hệ. Anh chị cái trình cứ mình cứ tương tác ra để tìm hiểu thêm rồi cái tạo lập mối quan hệ thế nào, tuyệt vời. Có lẽ cái tựa này thì nó cũng một số quý anh chị nào nếu mà làm lâu á trong ngành MLM á thì sẽ biết cái thuật ngữ này, networking. Còn tiếng Việt mình á thì nó có hơi dài, nó hơi dài. Lát nữa tôi sẽ trình bày rõ thêm cái thuật ngữ này. Rồi, mà thuật ngữ này dân kinh doanh MLM thì đều biết hết cả. Rồi, cái buổi chia sẻ này dành cho ai ạ? Thì đầu tiên là tôi tập trung dành cho huấn luyện sức khỏe dinh dưỡng. Vì đây là những người đang làm việc ở trong theo mình MLM, đồng thời là người mang lại cái giá trị rất là to lớn cho cộng đồng, mang lại sức khỏe, kiến thức sức khỏe dinh dưỡng và kể cả cái cơ hội để người ta có thể là khởi nghiệp trong cuộc sống. Ngoài ra thì tôi nhắm đến cái đối tượng là những người muốn giao lưu kết nối để học hỏi điều mới, khám phá mới, trải nghiệm mới để phát triển bản thân của mình. Đó là cái đối tượng mà tôi nhắm tới. Buổi tối hôm nay sau khi anh chị nghe xong khoảng chừng 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ, thì quý anh chị sẽ nhận được cái gì? Cái đó gọi là mục tiêu. Thì các anh chị sẽ nhận thức được cái khái niệm ý nghĩa của networking ở trong cuộc sống, đặc biệt là trong kinh doanh.
Và đồng thời sau buổi hôm nay tôi cũng kỳ vọng là quý anh chị sẽ tràn đầy năng lượng, thêm động lực, hứng thú tìm hiểu thêm về networking. Vì trong 2 giờ đồng hồ thì chúng ta có rất ít để chúng ta có thể mổ xẻ hết những gì liên quan đến networking. Nhưng mà sau ngày hôm nay quý anh chị thấy nó hấp dẫn quá và nó cũng quan trọng nữa. Quan trọng đối với sự nghiệp của mình, hạnh phúc gia đình của mình nữa, thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về networking. Và cuối cùng về cái action, cái hành động, mình học cuối cùng mình phải hành động. Thì tôi kỳ vọng rằng là kết thúc buổi này thì quý anh chị sẽ vận dụng tốt cái networking để làm chủ cuộc sống trong tình yêu thương, xây dựng thành công mối quan hệ để hạnh phúc và thành công. Rồi, nội dung nghiên cứu của chúng ta đó thì gồm có 5 phần. Thứ nhất là networking là gì? Thứ hai là tại sao chúng ta cần networking? Cái thứ ba là ai cần networking? Và những hình thức networking thế nào? Và cuối cùng là networking thế nào cho nó hiệu quả? Đó là 5 nội dung chúng ta sẽ, trong 2 giờ đồng hồ chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau nghiên cứu nhé. Rồi, bây giờ quý anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà sẵn sàng, quý anh chị gọi chị AS để chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, cảm ơn quý anh chị. Chúng ta gõ sờ sờ ha. Rồi, để bắt đầu. Để bắt đầu một cái tâm thế chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Buổi này là buổi chúng ta cùng nhau nghiên cứu mà. Vì chúng ta còn tương tác, trao đổi. Rồi cuối cùng chúng ta còn hỏi đáp. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã thể hiện cái tâm thế sẵn sàng của mình. Rồi, cảm ơn quý anh chị. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái networking là gì. Quý anh chị biết rồi đó, cái giao tiếp nó là chìa khóa quan trọng giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ, thành công trong kinh doanh. Những người có khả năng giao tiếp sẽ thành công trong sự nghiệp và có mối quan hệ rất là bền vững. Giao tiếp từ lâu rồi, chúng ta trong những bài trước tôi đã nói là chìa khóa mở tất cả cánh cửa hạnh phúc nhất của con người, đúng không? Mỗi ngày ai cũng có tương tác, ai cũng tương tác người khác, thậm chí còn liên quan tới tìm động vật, thú cưng, vật thể nào đó của người nào đó. Ai cũng giao tiếp á. Nhưng mà để thành công, mỗi khi chúng ta phát một tín hiệu ngôn ngữ nào đó, đúng không? Những buổi trước ta có nói rồi đó. Thì thực sự là chúng ta có hài lòng không? Thì cái đó nó lại phụ thuộc vào một yếu tố khác nữa, đó là networking. Tiếng Việt mình dịch là kết nối xây dựng mối quan hệ. Như vậy kết nối thực sự nó quan trọng đến mức như nào? Thấy không? Mức độ như thế nào? Một tổng thống Mỹ đã hết nhiệm kỳ rồi. Ông đã nói rằng nếu được trở lại trường đại học một lần nữa đó, tôi sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực viết và thuyết trình. Không có gì quan trọng hơn khả năng giao tiếp và hiệu quả. Giao tiếp cũng đó là có networking. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu ha. Rồi, bây giờ networking là gì ạ? Networking nó tồn tại nhiều hình thức lắm. Người ta gọi là, theo danh từ, networking là cái mạng lưới mối quan hệ. Mạng lưới mối quan hệ tức là chúng ta sở hữu một cái mạng lưới những người nào mà chúng ta biết. Một người không thể thành công trong cuộc sống mà không có giao tiếp, đúng không ạ? Bây giờ mình nỗ lực thôi, mình giỏi đi nữa, chưa đủ. Mình làm tốt công việc mình cũng chưa đủ. Nhiều người rất là giỏi luôn. Nhưng mà để thành công thì nó lại cần yếu tố khác nữa, đúng không? Nó cần phải học cách quan hệ giao tiếp với người khác, đúng không? Rồi như vậy phải biết kết bạn người ta nữa, đúng không? Rồi chúng ta đôi khi chúng ta cũng thấy chúng ta thất vọng khi chúng ta thuyết trình mà mọi người không đón nhận. Ta trình bày cái gì đó rất nhiều người, dạy học và trình bày cho đội nhóm hay là trong công ty, hay là mình team leader mình trình bày cho người ta, người ta thất vọng. Thì cái đó cũng là giao tiếp xây dựng mối quan hệ đó. Còn tại sao như vậy, chúng ta sẽ mổ xẻ ha. Rồi, trong gia đình chúng ta có con, đúng không? Chúng ta muốn con chúng ta lắng nghe mình, đúng không? Rồi cái này có dễ không ạ, quý anh chị? Rồi chúng ta muốn cải thiện quan hệ với lại cấp trên, những người đồng nghiệp mình nữa, vân vân. Thì tất cả những cái mối quan hệ ta gọi chung là networking, mạng lưới mối quan hệ. Như vậy mà networking được hiểu nôm na là cách tạo dựng các mối quan hệ, cách tạo dựng mối quan hệ. Rồi, đây có phải là networking không? Quý anh chị xem thử nhé. Ví dụ mình tham dự sinh nhật nè, mình tham dự khóa học nè, mình đi học ngoại ngữ nè, này phải networking không? Đúng không? Này phải networking không? Tức là có nhiều việc chúng ta đang làm hàng ngày đó, mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng
mình cũng không quan tâm lắm à, rồi gặp bạn bè cũ, đồng nghiệp, hẹn đi quán cà phê, giao lưu, vân vân. Rồi gặp một người có công việc tốt, sếp cũ, rồi gặp đồng nghiệp cũ, vân vân. Đúng không? Rồi chúng ta ngồi trên máy tính, chúng ta chat chít, chúng ta nhập email, chúng ta nhắn tin, chúng ta gọi điện thoại. Đúng không? Rồi ta gặp từng nhóm riêng. Này phải networking không? À, tất cả này là hình thức của networking hết. Chúng ta đi thăm bảo tàng, tham gia trại hè, tiệc buffet, tiệc cưới. Mà cái này là chuyện đời thường đúng không à? Đó, cái đó là một những hình thức của networking đó. Nhưng mà thực sự là chúng ta có networking không? À, thì người ta mới thấy rằng networking là kỹ năng của thế kỷ 21. Bởi vì trong thế kỷ 21 này làm gì làm, có giỏi cách mấy đi nữa, từ tổng thống cho đến người bình thường là đều phải giao tiếp và đều phải có biết người này, biết người nọ. Đúng không? Cho nên người ta nói là networking là một kỹ năng thiết lập xây dựng mạng lưới mối quan hệ. À, kỹ năng nha. À, đã nói là kỹ năng tức là nó có quy trình, nó có công thức. Thiết lập và xây dựng mạng lưới mối quan hệ có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ quen biết một đến nhiều người, mà không phải một lúc có nhiều người đâu, cũng phải có một cái kỹ năng gì đó. Có nhiều người á, là sống cả đời mà chỉ có biết vài chục người, quanh đi quấn lại có mấy người á. À, tôi đã gặp có trường hợp đó rồi á. Ở trường tôi có một người, con anh này đó là không đi đâu hết trơn á, tại gia đình sợ ảnh chết á. Cái nào con đường nào có cây cầu là không có đi á. À, thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào con đường mà có cây cầu là không có đi. Cho nên anh ở cái quận đó anh không bao đi đâu, tại có quá nhiều cầu, anh ở đó anh không bao gì đâu cả. À, vì gia đình sợ có một mà, sợ chết á, cho nên là không cho đi đâu hết. Và cả cuộc đời đến khi mà anh lấy vợ xong, anh chỉ quen biết khoảng 5-10 người gia đình thôi, ngoài ra không biết ai hết trơn. Tức là đi học về thôi, đi về nhà rồi không biết ai hết. Đó, có dạng người như vậy đó quý anh chị. À, rồi networking không phải bắt mình bắt tay rồi mình nói chuyện là networking đâu. À, cái đó chỉ là một hình thức thôi nha. À, chúng ta sẽ đào sâu thêm. Rồi bây giờ người ta có một định nghĩa nó đầy đủ hơn. À, networking được hiểu á, là cách mọi người giao tiếp với người khác để làm gì ạ? À? Để tạo dựng các mối quan hệ lâu dài. À, tôi nói cái thứ nhất quan trọng nha, tạo dựng mối quan hệ lâu dài chứ không phải là những mối quan hệ ngắn hạn. Thứ hai, để làm gì nữa? Người ta giao tiếp để làm gì? Để người ta nhận những lời khuyên hay là tư vấn để thay đổi cuộc sống mình. Thí dụ tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng, hay là tư vấn về khởi nghiệp, hay tư vấn về cái gì đó, thì ta gặp giao tiếp ai đó để ta nhận cái đó, nó cũng là networking. Rồi ngoài ra chúng ta đi gặp gỡ bạn mới, gặp nhà các nhà lãnh đạo, các doanh nhân, những nhà khởi nghiệp đó, chúng ta tham dự sự kiện nọ, đó là networking đó. À, đó là những hành vi mà ta gọi là networking, đúng không? Rồi thống kê cho biết á, mỗi người á là có ít nhất là 1.500 mối quan hệ bình quân nói chung á, không phải coi nào vậy nhưng mà ta tính bình quân á. Tuy nhiên trong số đó chỉ có khoảng 10% á, 150 mối quan hệ chất lượng thôi. À, ở đây nó liên quan đến mối quan hệ chất lượng. Mà mối quan hệ chất lượng là gì ạ? À? Mối quan hệ chất lượng đó là mối quan hệ duy trì lâu bền và ngắn bó. Có nhiều người gặp nhau một lần đi dự hội nghị gặp rồi xuống luôn, bao năm sau không bao giờ gặp nữa mà cũng không liên lạc nhau luôn. Thì cái đó không gọi là networking. Khi nào mình gặp người ta, mình giữ mối quan hệ mà lâu bền, thường xuyên liên lạc với nhau thì cái đó mới gọi là mối quan hệ chất lượng. Cho nên chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể quen biết cả ngàn người đấy. Nhưng mà thật ra có người 4-5 năm chưa bao giờ gặp lại mà cũng không bao giờ nhắn tin gì với nhau hết trơn. À, rất là nhiều nha. À, trên Facebook cũng có nha. À, trong Zalo cũng có người nhiều hơn 4-5 năm bây giờ mới nhắn lên một cái mình thấy người này mình quen biết là 5 năm trước. Tức là người đó cũng phải không phải trong mạng lưới của mình luôn. Vì họ không gắn bó lâu dài với mình mà mình cũng gắn bó lâu dài với họ. Rồi, còn tại sao để nó có nhiều vấn đề lắc tâm bác sĩ mẫu xẻ. Rồi. Như vậy thì số lượng chúng ta quen biết nó không quan trọng. À, chính từ tổ 1.500 ta thấy không quan trọng, mà quan trọng là gì? Quan trọng là cái chất lượng cái mối quan hệ đó. Một ngày nào đó ta gặp một người nào đó, đôi khi người ta nói gọi có duyên mới gặp nhau đó, ta gặp một người nào đó hay gặp một số người nào đó và cái cuộc gặp gỡ đó thay đổi cuộc đời của chúng ta đi, thì cái mối quan hệ đó gọi là mối chất lượng. Bởi vì có nghĩa là chúng ta gặp người đó xong rồi chúng ta duy trì và duy trì lâu dài luôn, 5-10 năm luôn, mà nó có ảnh hưởng đến cả cuộc sống gia đình của chúng ta và kể cả sự nghiệp chúng ta,
thì đó là những mối quan hệ rất chất lượng. Và chúng ta đang nhắm vào cái đó. Hôm nay ta sẽ bàn mổ xẻ về vấn đề làm sao ta duy trì, ta xây dựng và ta chăm sóc vì duy trì một cái mối quan hệ chất lượng đó lâu bền. Vì cái mối quan hệ đó đó nó mới giúp cho mình phát triển sự nghiệp của mình và giúp cho mình gia đình hạnh phúc được. Rồi. Rồi. Rồi, kết nối cái mối quan hệ chúng ta thấy có quan trọng không ạ? Bây giờ ta muốn tìm hiểu xem mà tại nãy ta biết sơ sơ rồi, biết định nghĩa rồi ha. À, biết à, nhà, à, thường thường ta hay gặp đi giữ này giữ nọ ta biết rồi phải không? Bây giờ ta coi có cái này có quan trọng không? Để muốn biết quan trọng không thì chúng ta sẽ có một số ví dụ đi ha, ta coi ha. Rồi. Ví dụ tôi không biết ở Việt Nam sau này có hay không, nhưng mà trước 75 á, ở các trường trung học phổ thông á, là lớp trưởng là lớp do lớp bầu. À, bầu nghe, bầu hoàn toàn luôn á. Mà trước khi bầu á, là phải đi vận động lắm, vận động giống như vận động tổng thống vậy. Rồi phải lên trình bày cái dự án của mình, nếu tôi là lớp trưởng này kia vân vân. Mà nếu tôi là, hồi xưa nó gọi là cái gì, ban điều hành trường, bây giờ nó gọi là cái gì, bây giờ sau này có đoàn thanh niên, chứ còn trước nó gọi là cái ban điều hành trường á, đại diện của cả trường luôn á, thì phải đi vận động, phải đi làm giống như là ứng cử viên tổng thống vậy. Giống vậy đó. Rồi như vậy thì cái người mà được bầu cử đó thì họ phải làm sao? Họ phải đi gây ảnh hưởng chứ, đúng không? Họ, nếu cái người này mà không có đi kết nối xây dựng mối quan hệ, không đi gặp gỡ nhiều người, nói chuyện gây tình cảm, giới thiệu kế hoạch của mình, tạo sự đồng cảm và cho người ta hiểu mình, thì bảo đảm cái cuộc bỏ phiếu đó người này phiếu không cao được, chắc chắn không có cao. Mà nếu mà cao thì là người này đã kết nối networking rất tốt. À, thời đó tôi cũng chẳng biết cái này đâu. À, cho nên sau này tôi mới biết. À, tôi cũng nêu đưa một trường hợp ví dụ của tôi đó. Năm 1984 khi tôi ra trường xong, tôi ra trường thì tôi lúc đó tôi là phó bí thư đoàn trường. Thì tôi rất là năng nổ, tính cách của tôi là năng động ghê lắm. Lãnh đạo nhà trường mới thấy là tôi là một người rất tốt. Nhưng mà tại sao mà lên bầu phiếu tôi không được cao bằng một người bình thường? À, họ thấy thắc mắc, tôi cũng không biết tại sao luôn. 10 năm sau tôi mới biết. Là bởi vì tôi không biết kết nối xây dựng mối quan hệ. Tôi ở trong phòng thôi mà, trong phòng đoàn trường, bí thư đoàn trường mà. Tôi cứ ngồi làm này cái nọ với học cấp trên thôi. Chứ còn đối với cái người các lớp tôi ít đi lắm. Tôi không có xây dựng mối quan hệ. Tôi không đi gặp gỡ, tôi không có nói chuyện. Và tôi không hỏi han họ luôn. Vì họ mình đâu có biết làm đâu. Mà làm đại thôi mà. Ồ, nhưng mà 10 năm sau tôi mới biết được, khi mà tôi không làm nữa. À, năm 1993 là tôi kết thúc sau khi làm bí thư đoàn mấy năm đó. À, thì tôi chuyển sang làm cái khác. Thì bắt đầu tôi mới hiểu được cái vấn đề. Vì thời đó đâu có sách đâu. Bây giờ nó có internet, thời đó sách vở cũng có, tài liệu cũng không có nữa. Ở đâu đọc. À, quý anh chị. Cho nên tôi nêu hai cái ví dụ, trường hợp riêng của tôi với trường hợp nói chung. Rồi. Như vậy thì ta thấy là kết nối xây dựng hội là quan trọng vậy đó. Rồi. Bây giờ ích lợi của việc nói chung là gì? Cái mối quan hệ chúng ta sẽ bền chắc, bền vững. Giờ ta nói thử đi, giờ ta muốn bán cái gì đó thì nhiều người Facebook mình chứ. À, quý vị thấy người Hoa họ bán không? Họ bán hàng không? Người Hoa đó, họ kết nối xây dựng mối quan hệ hay lắm. Họ gặp họ bán gì đó, rồi chúng ta không đủ tiền, họ nói ừ đi luôn đi, lần sau cũng được nữa. Tức là cái cách kết nối xây dựng mối quan hệ của người Hoa đó, trong vấn đề kinh doanh đó, kết nối cực kỳ hay mà chúng ta cũng cần học hỏi, mà có lẽ ai cũng biết hết rồi. Ở trong hôn nhân, cuộc sống gia đình của mình nữa, nếu mà networking mình giỏi á, mà sẽ được cải thiện, lát cũng sẽ xa mổ xẻ. Mối quan hệ của mình với bạn bè đó sẽ tuyệt vời, thân thiết lắm. Nếu mà chúng ta có một kiến thức và kỹ năng xây dựng mối quan hệ cực kỳ tốt. Rồi. Rồi, chính vì vậy cho nên người ta nói giao tiếp, nhưng mà phải kết nối. Tại hầu hết chúng ta giao tiếp mà không kết nối. Nghĩa là sao? Chúng ta đi gặp một người nào đó ở trong một cái sự kiện sinh nhật đi. Thực sự bao nhiêu người đi dự đó xong về có quen biết thêm nhiều người mới? Ít lắm. Bây giờ ta đi dự cái gì á, thói quen ta ngồi kế bên bạn mình đúng không? Bạn cũ á. Mình đi người bạn mình ngồi kế bên bạn mình luôn. Cái hai người cứ nói chuyện nhau, không bao nói chuyện người khác hết. Đi dự xong về rồi, không có thêm bạn nào mới hết. Cho nên là John Maxwell là một nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất ở thế giới. Nói rằng hầu hết mọi người giao tiếp nhưng không kết nối. Tức là giao tiếp đi, giao tiếp thôi.
Nhưng mà sau giao tiếp xong rồi á, để mà xây dựng cái mối quan hệ lâu dài, nói chuyện nhau để tìm hiểu nhau thêm thì không có. Đúng không quý anh chị? Quý anh chị xem là đúng không nè. Mà mình bao lần mình đi dự sinh nhật, đi dự tiệc cưới, mình đi học tập, mình đi xong mà mình đi về, mình đi với người bạn thân mình, đi vô xong hai người nói chuyện nhau rồi đi về, còn người thứ ba ngồi cái bên cũng không nói chuyện luôn. Chúng ta đâu có nói chuyện đâu, chúng ta chỉ nói chuyện những người ta quen biết thôi. Đó là một thói quen rất là tệ hại. Thói quen đó không giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Cho nên người ta mới nói là networking, kết nối đó, là cái khả năng xác định cái đối tượng mình giao tiếp. À, có nghĩa là rất nhiều người là mình đi dự hội thảo với lại mình, à, nó cũng có trường hợp này đó. Có nhiều người vô là gặp mấy chục người luôn, gặp bắt tay đưa lên cạc, bắt tay lên cạc, có không quý anh chị? Có không ạ? Đi vô vừa đi gặp hết một vòng luôn, tức là trong vòng mới có 15 phút là gặp gỡ được 20-30 người rồi thăm, rồi lấy nem cạc về bỏ túi về cắt luôn. Có nghĩa là gặp gỡ nhiều lắm á, nhưng mà sau đó tận tháng rồi á, cái cọc nem cạc càng ngày càng dày lên, nhưng mà mình chẳng có quan hệ gì hết. Như vậy người ta gọi là giao tiếp nhưng mà không có kết nối. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi, giao tiếp là phải kết nối, xây dựng mối quan hệ chất lượng thì cuộc sống chúng ta mới thay đổi, thì doanh nghiệp chúng ta mới phát triển. Tại vì chúng ta có thêm bạn bè, mà ta thêm bạn bè tức là ta thêm đối tượng, ta thêm khách hàng, đúng không nào? Nhưng mà giờ ta chỉ lấy nem cạc thôi, nói chuyện chút rồi thôi, rồi quên luôn. Người ta cũng không nhớ mình, người ta gặp mình là lần sau gặp, tôi thấy anh quen mà tôi không biết gặp ở đâu. Tại vì mình gặp xong rồi mình đâu gặp lại đâu, cũng không hỏi thăm gì hết. Hai người 20 năm sau gặp lại coi như mới tình. À, quý vị có thấy đúng không à? À, chúng ta thấy rõ không? Cho nên là networking, kết nối á, là phải xác định được cái đối tượng mình muốn giao tiếp. Trên đời này không phải ai cũng là bạn bè thân thiết mình hết đâu, chắc chắn. Người ta nói nhiều với 1.500.000 mà, không ai 20-30.000 hết á, không có. Rồi chưa, còn dẫn dắt họ để mình ảnh hưởng đến họ nữa. Mình ảnh hưởng đến họ, rồi họ cũng ảnh hưởng đến mình nữa. Rồi một ngày nào đó nếu mà phù hợp, hai người cùng đồng hành hỗ trợ nhau sự nghiệp kinh doanh phát triển, có thể là hai gia đình thân thiết luôn. À, đúng không? Cho nên là đêm nay tôi chia sẻ một vấn đề này, nó liên quan kỹ năng giao tiếp, đó là kỹ năng của thế kỷ 21. Bây giờ kết lợi của việc giỏi networking á, còn nữa là gì? Bây giờ chúng ta muốn thành công đúng không à? À, tất cả, có phải là tất cả quý anh chị đều muốn thành công không? Phải không? Cái tựa đề chúng ta đó, có phải là chúng ta muốn 2022 này chúng ta vừa thành công mà vừa hạnh phúc nữa? Tại vì thành công mà đôi khi cũng không hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì cũng phải thành công nữa, thì hai cái đi đôi. À, nếu anh chị nào thấy là mình muốn 2022 này mình vừa thành công hạnh phúc, thì các anh chị gõ vô chat là tôi đi. À, để mình vừa theo dõi này, mình vừa đánh thức mình lên, phải không? Đánh thức cái tư duy mình vô, tức là mình đang theo dõi vấn đề này, cái vấn đề này nó đang giúp mình đó, là 2022 này mình phải thành công và hạnh phúc. Rồi, theo khảo sát của Wall Street Journal, rồi cảm ơn quý anh chị. Rồi, cái tạp chí mình nổi tiếng trên thế giới đúng không? 94% những người tìm việc á, thành công á, là cho rằng á, đúng không, yếu tố giúp họ á, là thành công chính là kết nối. Rồi, trong cuộc sống mình á, chắc chắn là mình sẽ có nhiều vấn đề lắm, mình cần giải quyết lắm, đúng không? Mình cần tuyển dụng người, có người muốn kiếm người giúp việc, có người muốn tìm một công việc làm, có người muốn tìm một cái khóa học, đúng không? Vân vân và vân vân. Thì mình phải dựa vào ai? Ngày nay có khi người ta dựa vào Google, phải không? Gõ Google, gõ. Nhưng mà Google chung chung lắm. Nhưng mà ta thường thường ta tin ở bạn mình. Nếu bạn mình có nhiều bạn bè, bạn mình giới thiệu á, thì mình tin người đó hơn. Bạn bè giới thiệu cái người này làm được nè, mình tin hơn. Chứ còn lấy một người lạ quắc chứ khi mình không đó, thấy không? Thành ra để thành công á, và hạnh phúc trong cuộc sống á, thì chúng ta phải cộng tác với nhiều người. Chúng ta không thể làm một mình được, chúng ta không thể biết hết được. Mà cuộc sống chúng ta cần rất nhiều, đúng không? Thành ra mối quan hệ xung quanh á, thấy không? Nó sẽ giúp chúng ta khắc phục bớt khó khăn, đúng không? À, chúng ta bắt đầu khởi nghiệp một vấn đề gì đó mà ta không biết. Bây giờ ta hỏi đâu? Ta lên mạng hỏi. Ồ, phải hỏi bạn mình chứ. À, nếu mà chúng ta có mạng lưới thì sao? Nếu chúng ta có networking, bình thường chúng ta đi học, chúng ta quen biết bao nhiêu người? Ở trường phổ thông á, ở trường đại học nữa, hay là chúng ta tham gia vào cộng đồng á, ta tham gia xong rồi còn mình có bao nhiêu mình thân người thân thiết?
công việc mình có thành công hay không, có nhiều người hỗ trợ. Cho nên là muốn thành công thì phải có nhiều người cộng tác mới được, đúng không? Mà như vậy thì mình phải biết cách kết nối. Kết nối phải có biết cách mới được nha. Anh chị công nhận với tôi không à? Bây giờ mình bán cái gì đi? Bây giờ mình ra mình gặp đại ta mình nói được không? Đâu có được. Mình phải có bạn bè hỗ trợ mình nữa. Bạn bè hỗ trợ mình nhiều thứ lắm. Về marketing, về giới thiệu, dây chuyền vân vân. Cho nên mình mà càng ít bạn bè, ít khách hàng, thấy không? Ít đối tác, cộng tác á, thì mình càng thất bại. Cho nên ít lợi của việc giỏi marketing á, là chúng ta xây dựng được cái mạng lưới. Nếu chúng ta biết cách, chúng ta sẽ có mạng lưới rất là đông đảo. Nhất là bây giờ thời buổi giờ mà kinh doanh á, kinh doanh cái gì không biết. Nếu mà ngay cả mô hình MLM á, thì hệ thống chúng ta phải phát triển, đúng không? Là nhiều khi cái downline của mình á, không biết cách làm, không biết cách kết nối, thì chúng ta phải dạy họ cách kết nối. Bởi vì họ kết nối càng nhiều, mình cho là quy luật 10-5-3-1 đi, tức là 10 người gặp thì chỉ có một người ok thôi. Như vậy họ sẽ quen 100 người thì mới được 10 người. Như vậy họ phải biết cái cách, biết cách giao tiếp, biết cách xây dựng mối quan hệ như thế nào thì người ta mới cộng tác với mình. Cho nên networking, tức là kỹ năng cách kết nối, cực kỳ quan trọng thời đại này. Dù làm bất kỳ nghề gì, dù ở trong gia đình cũng vậy nữa. Ở trong gia đình cũng có vấn đề, lát tôi sẽ mổ xẻ trong vấn đề gia đình. Networking kém nó sẽ dẫn đến cái chuyện gì nữa. Rồi. Bây giờ thì quý anh chị hãy dành cho tôi một phút viết ra 10, 5 đến 10 điều mà các anh chị lo ngại nhất, đúng không? Tại vì mình muốn kết nối kinh phải đi gặp nói chuyện, nhưng mà mình lo ngại, mình không dám đi gặp người khác. Tại sao? Và mình có dám vô sự kiện meeting nằm đi gặp người không? Rồi, quý anh chị lấy tờ giấy ra ghi cho tôi đi 5 điều cho đến 10, 10 việc mà mình sợ á. Rồi, bắt đầu nhé. À, chúng ta cũng vừa hết giờ, tôi đọc được thấy cái mấy là sợ bị từ chối, sợ nói sự thật người đối diện quê, sợ bị từ chối, mất cơ hội được học hỏi, sợ không đồng quan điểm. Tức là trên thực tế 90% mà ta thống kê rồi mà, 90% chúng ta rất là ngại đi gặp một người mới. Mình đi trên xe khách ngồi kế bên người kế bên đó, đi suốt cả mấy tiếng hồ mà hai người không thèm nói chuyện nhau luôn, không ai mở lời trước luôn. Mình đi vô sự kiện đi với bạn bè, mình đi dựng đứng kế bên bạn luôn, rồi đứng chết đó luôn, không đi gặp ai luôn. Ủa tại sao vậy? Cái này nhiều không ạ? Thì hồi nãy giờ quý anh chị đã nêu trong đó rồi đó. Một trong cái là sợ quê, tự nhiên mình đi gặp nói chuyện ta là tự nhiên mở miệng nói làm quen sao được. Tự nhiên gặp cô gái kia nó sợ cô kia nói mình là lỗ mãng dê, tôi đã từng bị đó rồi. Tôi mở miệng là cái cô kia nói chửi tôi liền, tôi đã từng bị đó luôn. Cho nên là sự thật đó là có rồi, ngại ngùng, không tự tin để bắt chuyện vì sợ bị đánh giá. Đối tới tác không quan tâm, ngại ngùng, sợ nói mình lợi dụng. Ok, rồi rất cảm ơn quý anh chị. Thời gian mình không có nhiều. Tuy nhiên quý anh chị đã tự động não nêu cái điều mà mình lo, cái điều mà mình lo sợ, lo lắng trong lòng. Cái đó sự thật có đúng gì đó. Và chúng ta không vượt qua được nỗi sợ hãi đó, cho nên nó làm hạn chế cái networking. Thay vì mình đi giữ mũi vậy, đi về gặp ít nhất là quen biết 4-5 người mới. Và 4-5 người mới này mình phát triển tiếp nữa. Biết đâu 4-5 người mới này thì có 3-4 người trở thành là bạn bè thân thiết của mình, trở thành cộng tác của mình luôn. Nhưng mà mình không chịu mở miệng, không ai mở rộng lòng mình trước, không đưa tay ra nói chuyện, không mở miệng nói chuyện thì người ta sao cả? Người nào cũng giữ lòng hết. Hai bên đều nhìn nhau hết. Hai bên đều nhìn nhau nhưng không ai nói mở miệng hết. Đó, có không anh chị? Có đấy. Cái này người ta thống kê rồi. Cho nên cuốn sách rất hay của Maxwell, người ta nói hầu hết mọi người giao tiếp nào không có kết nối. Không kết nối, gặp nhau rồi đi về sao xong xuôi rồi. Đi dự tiệc cưới xong, đi dự sinh nhật xong về cũng không biết thêm nhiều người cả. Đi người bạn mình về cuối cùng có người bạn mình thôi, không thêm người bạn mới nào cả. Đó là hơi dở, đúng không? Cái đó là cái dở nên chúng ta sẽ thay đổi. Bây giờ chúng ta hãy thử kiểm tra nha. Kiểm tra cho cái trình độ networking của mình nha. Để chúng ta hiểu coi nó có quan trọng hay không. Bây giờ anh chị đã hiện nay ở nơi ở của anh chị á, anh chị đã quen được bao nhiêu người hàng xóm mình rồi? Có quen không? 5 người không?
xung quanh nhà mình ở chung cư đó là mình biết được bao nhiêu người rồi. Mình có biết họ làm cái gì không? Gia đình họ làm gì không? Con cái họ không? Nhưng mà vừa rồi á, cái vụ mà dịch này đó làm cho người ta gần nhau đó, không biết thành biết. À, cái chỗ tôi ở là coi như là tự nhiên cả chung cư là lập một cái Zalo group, tự nhiên là mấy trăm người biết nhau luôn. Hồi nào giờ gặp mặt còn không biết tên luôn. Mà tự nhiên qua cái vụ năm rồi, tự nhiên mỗi người biết, mình biết thêm 20-30 người. À, gặp thang máy cười. Tại nhờ cái vụ mà dịch Covid này nè, rồi ta tạo group Zalo, cái vô nói chuyện phải nhắn tin á, phải đi tin ngựa gì đó, chủ ta họ nhắn mà. Cái tự nhiên vô tình á, giúp cho mình network, giúp cho người kết nối quan hệ. Nhưng mà bình thường á, chúng ta quen biết được bao nhiêu người xung quanh nhà mình? Không có nhiều đâu, đúng không nào quý anh chị? Trời, có người cả trăm người hả? Quá tuyệt luôn. Lên cả trăm người luôn. Có anh chị ở quê, đúng rồi, ở quê thì lâu rồi, ở quê mấy chục năm thì không nói rồi. Ở quê chắc ở lâu quá thì chắc biết hết, cả xóm, đầu xóm, cuối xóm, ok luôn. Nhưng mà ở thành phố đây nè, mà ở những cái thành phố lớn, mình có quen biết không? Tôi nghĩ rằng là không nhiều lắm. Nhưng mà quý anh chị nào mà có được cái đó thì quá hay luôn. Tại vì nếu có chuyện gì á, thì cái người giúp mình nhờ nhất á, không phải là người thân mình. Thì thân mình chỉ ở đâu xa á. Nhưng mà cái người ở kế bên mình á, là giúp mình nhất. Quý anh chị công nhận không à? Bây giờ nói chuyện nhỏ thôi. Khi có chuyện xảy ra, chính là người lân cận, hàng xóm á, mới giúp mình. Nhưng mà bấy lâu nay đôi khi chúng ta không biết thì họ, ta biết rất là sơ sài. Cho nên có nghĩa là biết thôi, nhưng mà không có quan hệ gì hết. Hồi xưa ở miền Nam nó có gì hiểu đám giỗ vậy đó, người ta mang đồ tao đi biếu từng mấy chục người trong bên xóm. Cái đó thì ở nông thôn có, chứ thành phố này chắc không có rồi. Dường như không có luôn. Cái thứ hai ta kiểm tra thử nha. Kiểm tra cái tình trạng kỹ năng của nếu quên mình á. Anh chị có chủ động làm quen hỏi thăm người lạ trên xe buýt không? Nơi rạp hát không? Hay đi du lịch không? Hay tham dự meeting nào không? Có không? Vô gặp lên vui vẻ lên ơi, xin chào chào, bắt tay, xin chào mọi người, chúc mọi người ngày mới tốt lành, có không? Con này có không ta? Trong hội thảo mình có tích cực đưa tay phát biểu không? Mình xung phong luôn á. Có người nó có, đôi khi. Rồi trong lớp học, mình ngồi ở bàn thứ mấy? Tôi hỏi 10 người là 10 năm rồi á, mà tôi thấy luôn, đi vô á, ngồi bàn cuối á. Đúng hay sai quý anh chị? Đúng hay sai quý anh chị? Nếu đúng hay gọi ok đấy á, có phải là mình đi vô, mình đi giữ, mình là ngồi bàn cuối không? Mình ngồi bàn cuối không? Ít khi mình chọn lên bàn đầu không? Tôi thấy thực tế vậy mà. Cái bàn đầu nó còn dư vậy đó. Nhưng mà không ai ngồi trên á. Mà cứ ngồi bàn cuối á. Sợ cái trường cái mặt mình lên hay sao đó. Đúng không ạ? Tôi thấy thực tế mà, mấy mươi năm tôi dạy học rồi mà tôi đi dự luôn. Nhưng mà nhiều khi mình đi trễ thì mình ngại phải lên kia, mình đi hơi gọi là mất lịch sự. Người ta đang ngồi đi che mình ra đó. Chứ còn thường thường đi sớm cũng dám ngồi bằng đầu. Cái đó là nội lực cái trong ta là có sự lo sợ. Còn cái lo sợ gì á thì quý anh chị sẽ tự mổ xẻ, sẽ biết đúng không? Đúng không à? Cho nên là cái người mà giao tiếp tốt á, họ tự tạo cho mình nắm bắt cơ hội, đúng không? Nắm bắt cơ hội liền, để thể hiện mình liền. Nhưng mà còn đa số chúng ta không có làm vậy, đúng không? Rồi, còn nữa. Bây giờ đã bao lâu rồi, mình chưa nói hỏi thăm lời yêu thương với vợ chồng mình, con cái, với người thân mình. Có cái này không quý anh chị? Nhưng mình quên luôn á. Mình đôi khi mình quên này luôn á. Mình không có nói luôn á. Mình coi như chuyện bình thường luôn. Có khi con mình đi xa, học xa vậy rồi mình cũng không ít khi hỏi lắm. Hay là ngay cả vợ chồng mình nhiều khi ít khi nói lắm. Chưa nói có người làm công ty này cũng nọ, công ty nước ngoài là có trường hợp xảy ra rồi. Một bà vợ đi làm công ty nước ngoài là coi như mất tích luôn. Là 4-5 năm sau rồi chia tay luôn. Tại vì không có về nhà, ít về nhà lắm. Về xong rồi đi nữa. Rồi hội họp rồi đi nước này, nước nọ là xong luôn rồi. Cho nên cái networking, cái mối quan hệ nó không có gắn bó. Thì nó dẫn tới là chia ly. Ở trong gia đình á. Rồi chúng ta có thường xuyên á. Rồi chúng ta hỏi thăm về sở thích nỗi lo của người thân con cái mình hay không? Đó là networking á, quý anh chị. Mình nghe networking mình tưởng đâu là đi làm kinh doanh mới làm. Nhưng mà thật ra trong gia đình chúng ta đó, người thân mình á, anh chị em mình nó có hỏi thăm nhau hay không? Có thường xuyên, có
bây giờ là không gặp nhau, bây giờ nó có Zalo, nó có Messenger, là có một tuần hay có lên gặp gỡ nói chuyện gì không, hay là gì không, có hay không, hay là hàng năm một lần. À, tôi đang nêu những cái dấu hiệu để chúng ta tự kiểm tra cái networking của mình đấy. Rồi bây giờ mà thường ngày chắc ai cũng lướt Facebook đúng không, Zalo ạ, mình làm gì ta, mình vô Zalo, mình lướt Facebook, mình làm gì á, mình làm cái gì? Năm vừa qua mình có bao nhiêu bạn mới ở trên mạng xã hội và ở trong đời thường, trong một năm qua đó, Zalo giờ nó có tính năng, nó hay lắm, một năm nó báo cho mình biết mình quen được bao nhiêu người, nhưng mà quen đó là quen có tên thôi nha, trong Zalo là có tên cho thôi nha, còn cái chuyện là mình có giao lưu tiếp xúc người đó hay không là nó không kiểm tra được, nó không làm cái đó. Đó thì chúng ta coi thử trong năm vừa qua đó chúng ta có bao nhiêu bạn mới, bạn mới là thực sự là có quan, có trao đổi, có chia sẻ này kia nọ đó nha, chứ không phải chỉ có cái tên hiện trong Zalo đâu, mà ở trên Facebook mình không phải có tên đâu, có rất nhiều người, bởi tại sao ta unfriend á, 4-5 ngàn rất là đông, nhưng mà like chỉ có mấy chục người à, like comment có mấy chục người thôi, nhưng mà bạn là tới mấy ngàn lắm. Có quý anh chị, quý anh chị có cái đó, trường hợp đó hay không, có phải là Facebook mình có rất là đông không, nhưng mà mỗi lần like thì có bao nhiêu người, thấy không? Bây giờ mình cần tìm giúp việc, tuyển dụng hay làm gì đó thì mình có danh sách sẵn không? Mình có danh sách sẵn, ai cho mình có danh sách sẵn không? Hay mình phải lên mạng mình tìm? Cái đó là kỹ năng networking mình đó, quý anh chị. Vì networking là cái mạng lưới của mình. Mình có bao nhiêu người, đủ lĩnh vực hết. Khi gặp khó khăn thì mình có cái đối tượng đó để mình hỏi. Mình có không? À, rồi. Còn nữa, năm qua mình đã tham dự bao nhiêu hội thảo Zoom? Offline lẫn online, bao nhiêu, đúng không? À, mình đã chia sẻ bao nhiêu thông tin cần thiết cho bao nhiêu bạn bè trong năm qua, thông tin hữu ích đó, mình đã chia sẻ bao nhiêu, mình có tính không? Bởi vì người ta nói xây dựng mối quan hệ là mối chất lượng, không phải chỉ có cái tên. Nhiều khi trong điện thoại có cái tên danh bạ đó, mà cái tên này nó lâu quá không xài luôn, vì không bao giờ nói chuyện, không bao giờ gặp gỡ nữa, thì cái đó không phải nằm trong mạng lưới của mình nha. Đó không phải là networking. Rồi. Rồi, à, những cái đồng đội mình trong đội nhóm của mình nè. Mình nói chuyện giao lưu có thường xuyên không? Trong tháng bao nhiêu lần? Đấy, cái đó là kỹ năng networking á quý anh chị. Còn nữa, năm qua mình đã có bao nhiêu cơ hội? Mà cái cơ hội đó ở đâu ra vậy? Mình đọc trên mạng hay là từ bạn bè? Mình học bao nhiêu được kiến thức, kỹ năng mới, mà kiến thức nó đến từ bao nhiêu người đã giúp mình. Mình, mỗi người chúng ta hiện nay có một huấn luyện viên, người thầy hay một chuyên gia nào trợ giúp trong cuộc sống không? Về vài lĩnh vực vực mà mình cần á, mình có không? Bây giờ người ta nói câu á, có năm việc rất là cần á. Chọn gì? Chọn thầy để học á. Chọn người lấy làm vợ, đúng không? Chúng ta có cái là, trong cuộc sống mình phải cần, phải có ít nhất là phải có một số người lân cận rất là quan trọng hỗ trợ mình. Mình có không? Quý vị đã có người đó không? Tại trong cuộc sống mình cần nhiều lĩnh vực đó, mà mình đâu có hiểu hết được. Mình chỉ biết một vài lĩnh vực thôi. Ví dụ mà là lĩnh vực pháp lý thì liên quan nhà đất đi, liên quan mà pháp lý đi, mình đâu có biết gì đâu. Đôi khi mình mua nhà đó, mình không có bạn bè thân thiết á, thì mình thua, mình mua nhầm căn nhà là thua luôn, mất tiền luôn, đúng không? Là tại vì tại cái networking mình ít quá, mình không có người tư vấn, mình không có bạn bè thân thiết hiểu cái lĩnh vực đó. Mà trong cuộc sống mình nó thấy nhiều lắm, nào là nhà đất, nào là pháp lý, nào là sức khỏe, nào là giáo dục cho con cái. Rồi chúng ta muốn cho con mình học trường đó, ta có quen không? Có quen bao nhiêu người làm ngành giáo dục, ta có quen không? À, rồi con mình muốn học cái điều đó hay đi du học đó, thì mình cần người tư vấn đó, có không? À, chúng ta thấy không à? Cái đó là networking quý anh chị à. Nói sơ sơ vậy quý anh chị đã thấy là networking quan trọng cỡ nào, đúng không? Anh chị có kênh YouTube chưa? Mà tại sao cần phải có? Mình có tham gia bao nhiêu kênh xã hội? Mạng xã hội á. Mạng xã hội là mạng nào quý anh chị biết không? À, có rất nhiều đúng không? Cái hình nè, Facebook có nè, Twitter nè, YouTube nè, Pinterest nè, Google nè. Đó, tất cả những cái đó gọi chung là mạng xã hội.
tức là một cái kênh để chúng ta tiếp cận cộng đồng những người ở trên thế giới mà không thấy nhau, đúng không? Rồi chúng ta thường xuyên có post bài lên mạng xã hội này không? Chúng ta có không? Chúng ta là người sản xuất nội dung hay là chúng ta người là tiêu thụ nội dung? Chúng ta muốn phát triển về đời sống tâm linh và trí tuệ mình phải là người sản xuất nội dung. Sản xuất nội dung tức là mình viết bài, mình làm gì, mình post lên trong cộng đồng, tức là mình có trách nhiệm. Hay là mình chỉ người đi đọc thôi, ta làm sẵn lên mình đọc thôi. À, cái đó cũng là thể hiện cái networking đó. Nếu mà chúng ta là người sản xuất nội dung cho nhiều cái hay thì chúng ta nổi tiếng á, thì người ta biết nhiều, biết về mình á, thì ok, tuyệt vời. Mình vừa có thu nhập, mình vừa có tài chính mà mình vừa có uy tín, bởi vì mình là chỗ dựa cho hàng trăm hàng ngàn người, bởi vì viết bài rất là hay, xuất bản clip, mình viết cái bài nào đó, mình đọc sách hay, mình giới thiệu, tất cả cái đó mình vừa giúp cho cộng đồng mà giúp cho bản thân mình nữa, thì cái này mình có làm hay không? Cái đó là networking quý anh chị. Rồi cái bài của mình á, bao nhiêu bạn bè mình like, comment, có bao nhiêu, mình có kiểm tra hay không? Đôi khi chúng ta cũng chẳng quan tâm cái này nữa. Đặc biệt quý anh chị trung niên thì cũng có chứ không, nhưng mà đôi khi là một là có thể là ngại ngùng, nếu mà có con cái nó hướng dẫn thì nó đỡ, còn không thì nó cũng hơi khó, với lại cái lứa tuổi đó thì gặp lứa tuổi đó thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thay đổi thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với giới trẻ như thường. Chỉ có trẻ nhất thì hiện nay thế hệ Z thôi, nó mới thôi, Gen từ năm 2000 để đi thôi, cái đó là mới thôi, chứ còn thế hệ trước là cũng bình thường thôi. Rồi trung bình người ta mới thấy thế này, mỗi người một ngày mình nói 16.000 từ, tương đương 300 trang giấy mỗi tuần, người nào cũng có cả một thư viện luôn. Nhưng mà thật sự những cái từ đó, bao nhiêu từ nó mang lại hiệu quả, nó giúp cho cái phát triển cái sự nghiệp của mình, nó giúp cho cuộc sống về thế giới tinh thần của mình, về cảm xúc của mình nó gia tăng lên bao nhiêu trong số 16.000 từ mỗi ngày á. Cái đó cũng là networking quý anh chị. Cho nên nó chơi rất là rộng. Cho nên quý anh chị đã biết cái câu này rồi đúng không? Dân gian mà nói giàu vì bạn mà sang vì vợ, đúng không? Nghĩa là ngay từ xưa tới mình muốn giàu vì có nhiều bạn. Nhưng mà làm sao có nhiều bạn á, thì người ta không có nói. Thì biết là hễ mày mà giàu là nhờ nhiều bạn. Mình muốn bán buôn nhiều mà có nhiều bạn, mình muốn làm cái gì mà phải có nhiều bạn, làm dễ thành công lắm. Cho nên là mối quan hệ đó. Nhưng mà có một thời gian người ta ngại chữ mối quan hệ lắm, tại người ta nghĩ là ta gọi là gì, COCC á, tức là người ta hiểu chữ mối quan hệ theo cái nghĩa là quen biết để dựa thế ông này ông nọ. Cái đó là cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà thực ra cái mối quan hệ trong sáng đó là gì? Mình kết nối bạn bè mới về lĩnh vực đó, khi cần họ hỗ trợ mình. Còn nếu mà cùng ngành nghề nhau thì hỗ trợ lẫn nhau, đúng không? Cho nên ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ, đúng rồi. Cái này 400-500 năm rồi. Tức là dân gian mà đã thấy ngay từ xưa tới bây giờ, muốn kinh doanh á, làm giàu phải có nhiều bạn rồi. Nhưng mà làm sao để có nhiều bạn thì người ta không nói. Mà cách có nhiều bạn á, mà 20-30 năm trước nó khác bây giờ. Cách có nhiều bạn bây giờ nó khác hồi 20-30 năm trước, khác nhiều lắm. Rồi bây giờ ta mới kết luận lại. Qua những ví dụ hồi nãy kiểm tra, ta thấy rằng kết nối là then chốt, là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc. Quý anh chị đồng ý không? Rồi. Nếu đồng ý, bỏ số 1 cho được. Rồi, để số 1 mình khẳng định nãy giờ mình theo dõi tới đây là mình thấy là mình kết luận như vậy là mình kết luận ngay là networking nó là cái chìa khóa mở ra thành công và hạnh phúc. Làm cái gì cũng cần phải có nhiều bạn hết. Và bạn đó phải bạn cái chất lượng nha. Không phải bạn bất kỳ bạn nào đâu. Lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ một chút xíu về điều đó. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã comment. Rồi, bây giờ chúng ta suy ngẫm nè. Chúng ta làm kinh doanh. Có thể là một cái lời chỉ dẫn, một cái lời nói nào đó. Có thể là một bài viết nào đó. Có thể một video clip nào đó. Rồi mình đẩy lên trên mạng, hay là trong một cái hội trường tưởng lên ta thuyết trình, ta trình bày, ta nói cho mấy chục người, một nhóm nhỏ vài chục người, đúng không? Thì những người đến dự đó,
có thể là nó gọi là lead á, anh gọi là lead. Tới những người này chỉ quan tâm thôi, quan tâm đến dữ thôi. Rồi sao ta biến người đó thành khách hàng tiềm năng. Rồi ta biến từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Mà khách hàng tức là khách người mua hàng á, còn khách hàng tiềm năng là khách hàng có thể mua hàng. Còn từ khách hàng mà có thể mua hàng mà chuyển đổi thành khách hàng, nó cả quá trình rồi đó. À, thường thường 10 người có người, 10 người nghe có người mua hàng, vậy là 10 khách hàng tiềm năng có một khách hàng. Rồi khách hàng đó có xong rồi, mình làm sao đó để mình biết là người đó từ khách hàng biến thành khách hàng trung thành, tức là raw fan. Khách hàng trung thành tức là mua đi, mua lần lợi, mua lần hai, mua lần ba, mua lần bốn, mình có sản phẩm mới mua luôn. Đó là khách hàng trung thành. Doanh nghiệp nào cũng muốn vậy hết trơn. Doanh nghiệp nào cũng muốn là từ chỗ số đông này bắt đầu biến khách hàng tiềm năng rồi khách hàng rồi khách hàng trung thành, ai cũng muốn vậy hết. Nhưng mà làm cách nào á, đúng không? Làm cách nào mà để biến đổi cái điều này á, đó là bí quyết. Mà một trong những cái bí quyết đó chính là networking. Cho nên là ta suy ngẫm thử một cái kết nối tốt nó ảnh hưởng đến sự nghiệp mình thế nào. Mình suy nghĩ đúng không? Một cái nối mà tốt á, có khi mình gặp một người nhưng mà mình chủ động, mình gặp người này mình nói chuyện, sao hai bên tâm đắc quá, bàn nhau cuối cùng á, nhờ cái người này họ giới thiệu mà cái sản phẩm mình á, nó lan rộng ra, ảnh hưởng tốt quá trời luôn. Như vậy có đôi khi một kết nối nó làm cho sự nghiệp mình phát triển rất là dữ, đúng không? Rồi chúng ta cũng suy nghĩ, có khi là chúng ta đạt một điều gì trong cuộc sống mình nữa nếu mà chúng ta kết nối tốt đồng nghiệp. Có thể là không phải là về kinh tế tài chính mà nói chuyện gia đình thì sao, có không? Cái công việc mình sẽ thay đổi ra sao nếu mà mình kết nối tốt với cấp trên. Một người cấp trên, nếu chúng ta làm bên truyền thống, giám đốc hay là ở địa phương á, quý vị biết không, là các tập đoàn nước ngoài á, các tập đoàn khi nước ngoài vô Việt Nam mà khi nó tuyển CEO á, thì một trong những việc mà CEO làm là gì quý vị biết không? Lên list luôn á, nó gửi luôn á, trưởng công an phường, chủ tịch phường, chủ tịch hội phụ nữ, tức là gồm có mười mấy hai chục người đi tặng quà những người đó trước. À, nước ngoài á, nước ngoài khi đến Việt Nam nó làm vậy, nó ra một list luôn. Cái ông CEO vô chưa biết làm chuyện gì nha, rồi có bộ phận lễ tân bắt đầu đi nè, lên lịch hẹn cái thôi, hẹn gặp công an phường, hẹn gặp chính quyền địa phương, hẹn gặp đoàn thể địa phương, hẹn tất cả những người. Tại sao vậy? Tại đó là những mối, những cái kết nối đó giúp cho doanh nghiệp họ phát triển. À, những cái người đó mà không kết nối, nó sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp của nước ngoài. Nó biết hết trơn. Nó rất là giỏi à. Quý anh chị thấy không? Nó rất là giỏi à. Các CEO vô là phải làm việc đó trước tiên nha. Là chưa làm gì hết, mà đi phải kết nối những ở địa phương phải làm quen hết. Đúng không? Từ hội phụ nữ, thanh niên, trường đại học gì đó là làm quen hết. Và làm quen quen đâu, khơi đâu, đi tặng quà đó. Đặt mối quan hệ người ta hay lắm, nó có quy trình đàng hoàng, tặng quà, hẹn làm việc, có như sự kiện gì đó, sinh nhật gì đó là nó tặng hết, nó kết nối vô để khi mà có việc là ráp vô chạy. Điều gì xảy ra mà chúng ta không kết nối? Doanh nghiệp ta mở địa phương, ta không quan hệ gì phường hết, phường nó phát động là xóa đói giảm nghèo, ta trơ mắt nó ra hết. Còn doanh nghiệp bạn mình, nó đi gặp phường, nó làm quà tặng 10 phần quà, 2 phần quà cho trẻ em nghèo, thì kết nối nó tốt hơn mình. Đến lúc mà chuyện xảy ra, địa phương nó không hỗ trợ doanh nghiệp mình là tại mình kết nối kém quá, networking kém quá, quý anh chị. Đây, tôi đã chia sẻ xong cái tới đây là chúng ta thấy networking cực kỳ quan trọng rồi, đúng không? Ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, một doanh nghiệp của mình, kể cả hạnh phúc gia đình mình nữa. Rồi, như vậy thì người ta mới kết luận thế này, lãnh đạo giỏi là khả năng kết nối mọi người tốt. Mọi người lãnh đạo á, chúng ta nếu mà chúng ta là trưởng team leader, chúng ta trưởng đội nhóm, mà chúng ta phải trở thành người lãnh đạo thì chúng ta phải kết nối mọi người tốt. 100% những người trong hệ thống của mình á, gần nhất á, S1, S2 là mình phải rành hết nha. Mình phải rành hết hoàn cảnh của họ nha, suy nghĩ của họ nha, diễn biến xúc cảm của họ nha. Không phải là bình thường đâu, mà một mạng lưới của mình luôn. Mình biết cái băn khoăn, cái khó khăn của họ luôn. Phục vụ khách hàng là kết nối nè, nuôi dạy con cái là kết nối nè, mình hỏi thăm họ, chăm sóc cái người thân mình cũng là kết nối, tìm xây dựng mối quan hệ mới cũng là kết nối. Chúng ta thấy không, toàn bộ là kết nối hết. Mà kết nối thành công thì chúng ta đỡ lắm
toàn bộ công việc của chúng ta kinh doanh đó là nó trơn tru, đụng chỗ nào nó cũng chạy hết. Còn đụng chỗ nào mà nó bị trở ngại nó không chạy là một trong nguyên nhân, đó là cái kết nối chúng ta kém. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bàn cái câu hỏi đặt ra là chúng ta biết quan trọng rồi, bây giờ chúng ta làm sao cho networking hiệu quả đây. Hôm nay là ta sẽ đi sâu vào lĩnh vực này, đúng không? Rồi muốn hiệu quả đầu tiên thì chúng ta, tôi nhắc lại cái câu nói của Tổng thống Zelenskyy. Ông này ông nói nếu được trở lại trường đại học một lần nữa, tôi muốn tập trung vào hai lĩnh vực, học viết và thuyết trình. Không có gì quan trọng hơn kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Có nghĩa là một trong những cái công cụ mà networking á, hiệu quả là ta phải biết viết. Viết mà phải viết thường đâu, viết văn đâu. Cái viết này á, là nó có một khóa học riêng, ta gọi là content. Cái nội dung mình viết cái thời đại này hay lắm. Rồi thuyết trình tức là trình bày á, present á. Bởi vì khi mà chúng ta giao tiếp kết nối thì chúng ta phải nói chuyện chứ, đúng không? Chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải trình bày dự án, trình bày ý định, đặt câu hỏi thông minh như thế nào, toàn là kỹ năng trình bày giao tiếp. Mà hai thằng này á, là nó quyết định 85% thành bại của cuộc đời của mình. Nhưng mà trường đại học dạy không có nhiều, nên Tổng thống Singapore có nói rõ đó là hai cái này là ông sẽ học lại, bởi vì ông thấy quan trọng lắm rồi. Cuối đời rồi mới thấy ông cuối đời ông cũng thấy, làm tổng thống xong về hết nhiệm kỳ rồi mới thấy mới nói từ đó là thấy là những vĩ nhân, những người ảnh hưởng lớn đều đánh giá rất là quan trọng vấn đề mà kỹ năng giao tiếp, nó giúp cho vấn đề cho kết nối. Rồi đại học Harvard, đây là ông tiến sĩ Nguyễn Hiếu, ông này cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam trong vòng khoảng năm qua. Ông này ông đã khảo sát rồi, bên Harvard nó nói thế này: kỹ năng đầu tiên mà sinh viên Harvard á, mà phải á, là phải giao tiếp hiệu quả, cũng và văn viết và văn nói. Đại học, các đại học Mỹ nó đều vậy hết. Cho nên là nó có cái bài viết rất hay, Mỹ, các trường phổ thông của Mỹ, tiểu học trời dạy hay lắm. Khi nào có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị cách học, cách dạy của người ta thời đại mới mà chúng ta ứng dụng cho con cái của mình, bản thân mình học như thế nào. Cho nên tại sao các nước Tây Phương, đặc biệt Mỹ, châu Âu, nó phát triển như vũ bão, rất là bền vững. Bởi vì nó làm rất là tốt những cái cần làm, những cái gì không cần học nó bỏ. Tôi thấy nhiều bài báo chúng ta đó hay lên chửi mắng: ôi sinh viên Mỹ thua sinh viên Việt Nam, bài toán cộng trừ không biết, trời ơi, cái người đã viết mà không hiểu gì trơn. Nhưng mà thôi, mình không phê phán, tại người ta không có hiểu. Sinh viên Mỹ thua sinh viên Việt Nam nữa, học bài toán cộng làm sai, nó đâu cần làm bài toán cộng đâu, nó có máy làm hết rồi, trí tuệ tạo là hết rồi. Nó học sáng tạo nè. Trong chương trình nó không học bài đó. Trong định học làm sao để sáng tạo. Nên tiểu học á, nó ra dự án không. Học sinh lớp 6, lớp 7 mà nó chế tạo xe điện chạy á, xe điện thiệt chạy luôn á. Chế luôn á, chứ không phải là tự ra đâu nha. Đó là dự án là gọi, người ta gọi là PBL, Project Based Learning. Sau này có dịp tôi sẽ chia sẻ với anh chị tại sao cái Tây Âu nó phát triển kinh khủng lắm. Rồi. Người ta có một cái chuẩn thế này nè. Nếu cho một học sinh 14, 15 tuổi cầm micro trong vòng 15 phút, cho nói một điều không chuẩn bị trước mà nói xong thuyết phục ở dưới, vậy là thành công. Đó, nó đào tạo vậy đó. Học sinh tiểu học á, trung học cơ sở, quý anh thấy ghê không? Nước Mỹ châu Âu đào tạo vậy đó. Là lên cho lên thuyết trình, mà nói riết thì mình giỏi thôi, mà mình nói được mình sẽ làm được. Cho nên là kỹ năng thuyết trình, trình bày á, là một kỹ năng giúp cho người ta làm networking rất là tốt. Nếu mình yếu, một trong những yếu kém mình là không dám mở miệng nói. Mà mình mở miệng thì không biết nói cái gì chứ. Mình không biết nói cái gì để mà kết nối, để người ta nghe mình không biết kết nối đó. Cho nên là một trong vấn đề là cách viết. Tại vì đôi khi người ta không cần gặp mặt. Bây giờ ta viết một cái bài thôi, ta viết bài trên mạng, ta viết làm sao có hàng trăm người vô xem. Còn đôi khi ta viết bài có vài chục người xem thôi. Tại sao vậy? Vì kỹ năng viết chúng ta kém quá. Mà đó là kỹ năng thứ game mốt, nó liên quan đến networking. Rồi giờ trên cái một cái câu hỏi đặt ra bây giờ, làm sao để tìm kiếm duy trì được cái mối quan hệ chất lượng, đúng không ạ? Rồi để chúng khi mà ta networking á, là ta đã phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình, đúng không? Khi mình gặp một người nói chuyện, tức là vận dụng hết toàn bộ cái năng lực của mình luôn, kiến thức của mình, kỹ năng của mình, xúc cảm của mình, kỹ năng nói của mình, kỹ năng trình bày của mình,
cơ thể văn, mình là hết tất cả mọi thứ, mình đi gặp người ta là mình huy động tất cả cái đó, cái tài năng của mình đó. Cho nên mình càng đi kết nối nhiều mình càng giỏi, mình càng đi trình bày nhiều mình càng giỏi, mình càng lên thuyết trình nhiều thì mình lại càng giỏi networking. À, cái đó thế giới đó, trên các trường trung học, tiểu học trên thế giới nó dạy khác với Việt Nam mình đúng không anh chị? À, tôi là dân giáo dục mà, nó làm cái đó. Rồi, bây giờ cái thứ nhất, bây giờ thực hiện tốt nguyên tắc KLT. À, đây là nguyên tắc của nước ngoài đúng không? Rồi, khi là gì? No, bây giờ chúng ta muốn kết nối tốt, bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho nhiều người biết đến mình. Biết mà còn nhớ nữa kìa. No, biết mà còn phải nhớ nữa. À, bây giờ làm sao biết nhớ. À, rồi, lát ta sẽ bổ sẻ. Cái thứ hai, hai là like. Biết nhớ rồi, thích mình nữa. Biết nhớ mà còn thích mình nữa. Cho nên người ta thấy trên mạng người ta like, nút like, đó, ta là hay là vậy đó. Nhưng mà lát tôi nói cái mặt trái của chuyện đó nữa. Ta làm like giả, đi mua like. Quý vị có nghe không? Có nghe cái này chưa? Nó có phần mềm gọi là spam á. À, đi mua khoảng 5.000, 10.000 like. Lấy giả, lấy ảo, lấy giả. Mà like gì đâu có thiệt. Bán hàng không có được. Có mấy ngàn người like nhưng mà thật ra Facebook mình hiện nay tài khoản giả rất là nhiều. Tôi gặp có người làm 10 cái tài khoản mà nó lấy hình bạn gái không. Bạn gái đâu, nó lên mạng lấy đại hình bỏ vô. Đẹp đẹp. Rồi nó đặt tên gì đó, Anna, Anis gì tùm lum hết. Nhưng mà không phải nó. Tại vì mỗi email là một tài khoản, cho nên mà khi nó like là like giả. Quý anh chị ơi, bây giờ nó ở Việt Nam mình nó có hai mặt. Cho nên cái vấn đề công nghệ này nó bị là lạm dụng. Cho nên có vừa rồi có một anh chị hỏi tôi á, à, làm cách nào mà để mình gửi tin mình làm quen mấy ngàn người Zalo. Tôi nói có đó. Nhưng mà cách đó không bền vững đâu, đó là spam. Nhưng mà Zalo nó đâu có cho kết bạn đâu. Người ta chặn cái kết bạn cho nên nó đồng ý người ta mới. Mình làm sao mình được. Cho nên là khi mình làm như vậy là mình kết bạn ảo giả. Cho nên nhiều người ta vô nhóm xong ta rời khỏi hết. Người ta đâu có muốn vô đâu. Người ta đâu muốn vô nhóm đó đâu. Mình ép ta vô mà. Cho nên những cách mà làm nó không đúng. Nó không đúng từ cái tình yêu thương. Từ cái sự giúp người ta đó. Thì thất bại hết. Nhưng mà hiện nay á, rất tiếc là hiện nay là người ta đi làm theo kiểu đó. Nhưng mà cái này khác à. No lie, lie là lie thiệt á nhá. Làm sao ta thích mình kìa. Rồi trust, trust là tin tưởng. Cho nên cái công thức này là tất cả cái doanh nghiệp của Mỹ á, là cái hiệp hội doanh nghiệp BNI là nó áp dụng ghê lắm. Hàng ngày luôn. Mỗi người đi họp đi dự là phải nhớ là no lie trust. Bạn làm sao cho người ta biết bạn nhiều nhất. Buổi họp là cũng có mặt hết là ta nhớ bạn, đúng không? Rồi bây giờ ta coi làm sao nha. Rồi. Tại sao nó như vậy? Ông Ziegler nói cái này ngày hôm kia tôi đã nói lại rồi. Ông Ziegler nói rồi. Nếu mọi người thích bạn thì họ sẽ lắng nghe bạn. Nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ kinh doanh với bạn. Đúng không? Bây giờ đúng vậy luôn. Sở dĩ người ta cộng tác với mình tại người ta thích mình, ta tin mình. Còn mình nói quá trời luôn. Mình giao tiếp mình nói quá trời luôn, sản phẩm mình hay, cơ hội mình hay, nhưng mà tại người ta thích mình, ta không hợp tác. Thậm chí nó còn nói những cái câu khó nghe để đuổi mình đi á. Đã không thích rồi thì nó làm bằng mọi cách nó để mình không nói nữa. Nhưng mà nó đã thích mình rồi thì khi mình nói thì nó sẽ dành 80-90% thời gian nó nghe. Nhưng mà khi mà nó tính mình rồi thì nó sẵn sàng nó hỏi mình hợp tác với mình, kinh doanh mình, mua sản phẩm của mình. Đây là triết lý muôn đời mà cũng không hay gì mới đâu. Trong kinh thánh nó nói rồi, những ông này đều đọc hết và trích lại và nói trong ngữ cảnh khác, chúng ta thấy rất là hay. Chứ cái đây là muôn đời rồi. Người ta thích mình thì người ta mới nghe mình, mà người ta tin mình thì người ta mới hợp tác làm ăn với mình được. Rồi bây giờ hồi nãy tôi nói là no like trust đúng không, quý vị nhớ không? Cái đầu tiên, cái giải pháp đầu tiên là no like trust. Mà trong no like trust thì có khi đầu tiên là no, biết và nhớ. Vậy bây giờ ta phải làm sao ta biết nhớ mình đây? Rồi, tôi gửi quý vị nha. Thứ nhất, bản thân mình biết mình là ai. Mình phải cho người ta biết mình luôn. Mình muốn làm gì? Sứ mạng tôi là cái gì? Sứ mạng tôi là mang đến hạnh phúc, mang đến sức khỏe cho mọi người. Mình nói luôn. Mình nói, tôi là vậy.
đi về đâu? Tôi trở thành là một tư vấn, là một huấn luyện viên sức khỏe hữu ích cho nhiều người mà rất là được các bạn tin tưởng. Tầm nhìn, đi về đâu? Mình muốn sống cuộc đời thế nào? Tôi muốn tự do về tài chính. Tôi xây dựng một hệ thống giúp đỡ nhiều người thay đổi cuộc sống. Mình công bố. Nhưng mà người ta phải biết mình như vậy nha. Rồi lát nữa ta nói làm sao người ta biết. Nhưng mà bản thân mình phải xác định cái điều trước. Mình biết mình là ai cái đã. Có nhiều khi người còn biết mình không biết mình là ai nữa. Thậm chí có nhiều người không biết mình muốn gì nữa. Hỏi bạn muốn gì. Nói thì hay lắm. Lấy cái bút viết ra thì không biết mình muốn gì nữa. Thật sự là như vậy. Đó là thống kê rồi. Rồi. Bây giờ. Từ cái chỗ đó mình phải xác định nè. Mối quan hệ. Những mối quan hệ nào mà mình cần. Không phải mối quan hệ nào mình cũng cần đâu nha. Đúng không quý anh chị? Bây giờ mình thử nói đi. Cái công việc của chúng ta, quý anh chị đủ nhiều sức khỏe, thì cái đối tượng khách hàng của anh chị là ai? Không thể là trẻ em được. Không thể trẻ em dưới 15 tuổi được. Như vậy quý anh chị sẽ không bao giờ vô những group nào liên quan trẻ em. Những cái tủ tin nhỏ 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 nó sẽ nó không phải là đối tượng. Và trong cái lĩnh vực gì nữa, những ai có thể giúp đỡ và chia sẻ với mình để chúng ta kết nối, ta xây dựng cái mạng lưới. Mà ta nói networking là gì? Networking là xây dựng cái mạng lưới của mình. Mà những cái mạng lưới đó nó hỗ trợ cho công việc của mình. Mà trong cái tương tác đó, luật nhân quả, thì chúng ta phải hỗ trợ người ta, ta hỗ trợ lại. Nghĩa là hai bên tương tác hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà ta xây dựng một cái mạng lưới mà yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì cái mạng lưới này sẽ phát triển. Rõ ràng rồi, nước lên thuyền lên, chứ đâu có thể nằm một chiều được. Lực tương hỗ mà, mình giúp đỡ người ta, ta giúp đỡ là mình. Mình không giúp đỡ người ta, mình không tràn đầy tình yêu thương, mình vụ lợi, thì rõ ràng người ta không giúp mình. Như vậy thì muốn xây dựng mạng lưới này mình phải biết ai. Ai có thể giúp đỡ mình, chia sẻ với mình. Không phải người nào cũng là như vậy cả. À, đúng không? Cho nên là không phải bất kỳ ai đâu nha quý anh chị. À, cho nên chúng ta phải biết cách. Ngay đầu tiên để người ta muốn biết đến nhớ đến mình thì mình phải cho người ta biết mình là ai. Tôi nhắc lại lần nữa, sứ mạng của mình đi về đâu, làm cái gì, đúng không? Rồi cái thứ hai là Gens. Tôi khuyên quý anh chị nên làm cái profile Gens. Tôi cho ra quý anh chị nào cần cái mẫu thì sau buổi hôm nay trong Zalo tôi sẽ gửi cái mẫu đó. Đây, cái mẫu này hay lắm nha. Lát tôi cho coi cái mẫu Gens của tôi nha. Gens chữ viết tắt á, đúng không? Chữ G đầu tiên là mục tiêu. Chữ A là thành tựu. Rồi. G mục tiêu là cái gì? Tức là mình muốn ước mơ mình đi đâu? Mình giúp đỡ ai? Thành tựu. Thành tựu là gì? Thành tựu là trước nay mình đã có những thành tích nào? Mình đã học được cái gì rồi? Mình được đào tạo ra sao? Cái này quan trọng không? Quan trọng. Người ta nghe mình giới thiệu đâu, à vậy đây là huấn luyện viên sức khỏe đích thực rồi. Cái người này đã từng tham dự những cái khóa đào tạo rất chuyên sâu về dinh dưỡng, thì họ huấn luyện viên mình, họ tin, mình tin họ được. Mình cho họ biết là mình như vậy đó, thành tựu á. Thành tựu của tôi á là đã được đào tạo cái gì chuyên sâu. Thì người ta biết như vậy á, thì người ta tin mình. Hồi nãy mình nói rồi mà, người ta phải tin mình. Nên cái bản game này hay lắm nha. Cái bản game là profile game này nè, nó giúp cho sao? Giúp cho người ta biết rõ về mình. Mà người ta có thì mình cũng biết về người ta. Tại hai bên phải có qua có lại chứ. Muốn giúp đỡ lẫn nhau thì anh cho tôi mua cái game profile của anh đi. Còn ngược lại tôi cho game profile của tôi. Rồi chưa? Rồi còn nữa. Chứ ý là gì? Interest, sở thích. Tôi thích cái gì? Tôi thích bóng đá. Tôi thích đọc sách. Tôi thích karaoke. Tôi thích nuôi con mèo. Thích nuôi động vật thú cưng. Tức là tôi thích cái gì, tôi không có nhiều sở thích khác nhau. Sở thích này quan trọng không? À, có đó quý anh chị. Nếu mình biết sở thích của họ, thì khi mình đến gặp nói chuyện với họ, kết nối, mình nói về cái điều đó, họ sẽ thích lắm. Cái người này mê tranh. Mê tranh của, hay giờ hay mê nhạc của Beethoven. Bây giờ mình đến mình bàn chuyện mình nói về nhạc Beethoven. Ông này ông khoái liền. Ông này ông mê cái đó, mà con ông thích nữa. Mình đến mình tặng một món quà mà con ông thích, là ông thích mình luôn. Cô này có thích mình luôn, đúng không? Cho nên cái sở thích này quan trọng lắm. Nếu ta biết sở thích của mình đó, thì đó cũng là mở đầu để mình đến khi mình nói chuyện giao tiếp á, mở đầu mình tìm cái coi sở thích của họ là gì, mình nói việc đó, họ nói chuyện mình xong,
tạo cái mối quan hệ, xóa bỏ cái rào cản xa lạ, rồi bắt đầu quen biết nhau, rồi bắt đầu mới bàn chuyện làm ăn được. Quý chị hiểu không à? Đó, sở thích. Rồi còn gì nữa? Skills, kỹ năng. Tôi có những kỹ năng gì? Tôi phải có kỹ năng gì chứ? Mỗi người có một kỹ năng khác nhau. Ví dụ bản thân tôi, kỹ năng tôi là đào tạo thuyết trình với PowerPoint, à, về công nghệ số, làm YouTube. Cái đó là kỹ năng của tôi. Để chi? Mọi người biết kỹ năng này thì tôi là huấn luyện viên của họ cái điều đó. Tôi là người chuyên gia liên hệ, họ tính cậy. Rồi quý anh chị là skill là gì? À, cũng chỉ có nhiều cái skill. Hồi nãy có anh Hoàng Sơn, anh nói là gì? Anh là về tóc. Thì như anh về tóc không? À, tóc. Như vậy nếu anh chị nào mà trang điểm hay về tóc thì có thể dụ anh được. Bởi vì anh làm nhiều năm cái nghề này rồi. Thì ngoài cái chuyện huấn luyện viên sức khỏe, anh lại có một cái kỹ năng đó, là kỹ năng là thí dụ cắt tóc hay là cái gì đó. Tức là mình phải cho người ta biết là mình có skill gì, mà skill này tôi có thể trợ giúp anh. Đó, đúng không? Rồi, network. Ai cũng có network riêng, ai cũng có bạn bè riêng. Một nhóm bạn bè nhiều ít nhất định là có. Nhưng mà cái mạng lưới bạn bè này nó quan trọng lắm. Ở trong truyền thống á, cái anh bạn này á, là cái giới bất động sản. Vì bạn này anh là bất động sản không. Còn cái anh này là giáo dục, anh quen toàn tất cả các hiệu trưởng hết, hầu hết lĩnh vực giáo dục anh rất là rành. Bây giờ hai người gặp nhau, hai người cho biết hai cái profile khác nhau, nhưng mà rất, thì anh này giới thiệu bên này, à bên này nó có thể mua bất động sản, vừa qua này. Ngược lại, cái bên giáo dục này cần mua đất đai thì nhờ anh này, vì anh này có mạng lưới đó, đúng không? Hai bên hỗ trợ lên, đó là bên truyền thống, à, không? Còn bên chúng ta mô hình MM thì chúng ta phải suy nghĩ thêm, à suy nghĩ thêm đó. Như vậy thì cái tôi mới nói xong là trong cái thứ nhất, knowledge trust, là chúng ta nên có một cái bản gain profile, đúng không? À, sau đây là gain của tôi nè, quý vị thấy gain tôi không? À, gain của tôi à, tôi thiết lập từ năm 2019 rồi, đúng không? Tôi đặt mục tiêu 2026 là tôi có bao nhiêu tiền, tôi đọc bao nhiêu cuốn sách, tôi khắc phục được cái thái độ, cái thói quen xấu nào, tôi viết bao nhiêu bài, tôi xuất bản nhiều clip, là tôi tính trước 5 năm. À, cái bản gen của tôi đấy. À, quý anh thấy không? Đây, cái bản gen của tôi đấy. Rồi, đến năm nào tôi sẽ có cái gì? Đến năm nào tôi sẽ có cái gì? Đọc bao nhiêu cuốn sách? Giúp đỡ được bao nhiêu người? Rồi, vân vân. À, cái đây là phần accomplishment, tức là những cái thành tựu, những cái bằng cấp, những cái chứng chỉ mà tôi đào tạo ở nước ngoài, trong nước có hết. Đúng không? Tôi liệt kê đây, và tôi đẩy này trên group, ở trong cái group mà cái cộng đồng của tôi đó. Người ta vô ta đọc, ta biết rồi. À, ta biết tôi đã làm điều đó. Khi cần cái việc gì, thì tôi trở thành là một người tư vấn cho họ. Tại tôi chuyên sâu cái này mà. Anh kia chuyên sâu về cái khác. À, đúng không? Rồi. Cái sở thích của tôi là đọc sách mỗi ngày. Thích chơi cầu lông. Như vậy thì nếu mà biết sở thích của tôi, người ta đến sẽ bàn tôi về cầu lông là tôi nói rất là rõ. Nói về bóng bàn, tôi có trên 35 năm về đánh bóng bàn. Tôi rất là rành. Nhưng mà nói sở thích khác thì tôi không biết. Đúng không à? Nói về bóng đá, tôi không có biết bóng đá. Đúng không nè? Rồi. Rồi còn gì nữa? Ở đây là network, cái mạng lưới của tôi là ai? Bạn bè tôi thường thường có bao nhiêu? Khoảng 400-500 người là giới nào? Giới bất động sản có, giới giáo dục là nhiều nhất, dân quản lý kinh doanh, vấn đề bảo hiểm, vân vân, đúng không? Rồi cái kỹ năng tôi là có kỹ năng gì? À, tôi có trình bày này hết, đúng không? Trên đây gọi là bản gen profile. Quý anh chị nên có cái này, à, quý anh chị nên có cái này. Rồi, bây giờ ta đi sâu. Bây giờ làm sao để nhiều người biết nhớ đến mình? Thì quý anh chị áp dụng công thức VCP. À, tiếng Anh là V là visibility, là hiện diện. C là credibility, là tín nhiệm, tin tưởng. Làm sao mà người ta nhớ đến mình và người ta tin mình thì networking mới được. Người ta thích kết bạn với mình. Tôi nói lại, mình phải xuất hiện thường xuyên, đúng không? Rồi, bằng cách nào? Có cách thôi, liên lạc thường xuyên với bạn bè. Nên tại sao đôi khi một hai ngày ta phải gửi một cái thiệp chúc mừng, chúc cho bạn bè. Cái đó không phải là hình thức chơi đâu, quý anh chị à. Cái đó là giữ set relation, giữ cái mối liên lạc, nghĩa là tôi vẫn là bạn của anh đấy, tôi vẫn nhớ anh đó, tôi mới gửi cái thiệp này á. Chứ còn 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, năm mới gửi lần, vậy là tôi anh không có liên lạc nhau, sao gọi network được. Khi cần thì mình gọi điện thoại là nhờ người ta. Thua rồi. Bình thường thì mình không có nói chuyện gì đó hết. Sinh nhật người ta mình cũng không chúc mừng.
đúng không? À, con cái người ta tốt nghiệp mà mình cũng không chúc mừng, à, vân vân. Sinh nhật vợ con ta mình không chúc mừng, vì mình sao gọi là nít quạt mang lưới được, đúng không quý anh chị? Xuất hiện đúng lúc các sự kiện quan trọng cuộc đời của bạn mình, từ sinh nhật hay là mua nhà, tham gia gì đủ hết, là mình có hết. Thì đến lúc nào đó khi cần việc thì đó mình gặp bạn mình thì là bình thường, nó gặp mình bình thường rồi. Chứ còn này lâu quá, 2 năm không gặp, tự nhiên nó gọi điện thoại mình chắc có vấn đề. Bữa nay tự nhiên không biết sao nó gọi điện thoại mình, đúng không? Quý vị công nhận với tôi không à? Quý vị công nhận không? Tự nhiên có người mà nghe 3 năm rồi không gặp, tự nhiên hôm nay gọi điện thoại thì người ta thắc mắc không? Quý anh chị, quý vị nghĩ thử đi, 3-4 năm trời mình không liên lạc, tự nhiên bây giờ mình có một cơ hội mình giới thiệu cơ hội cho bạn, mình gọi điện thoại là bạn mình không bắt máy đâu, khó lắm. Trong lòng nó họ nghĩ ông này chắc có cái gì rồi mới gọi điện thoại cho mình. Chứ còn bình thường ông đã mất tiêu rồi. Sinh nhật mình ông cũng chúc mừng, Facebook cũng thấy có luôn, bài mình viết cũng thấy like, ông comment gì hết, đúng không? Như vậy là ta không có hiện diện tâm tâm trí của họ, mình không có tin mình. Thỉnh thoảng đấy có cơ hội nha, thì gặp gỡ giao lưu cà phê, upline nếu mà mình gặp nhau được, đúng không? Đi dự sự kiện nào đó người ta mời mình đi dự, thì mấy cái đó là nếu sắp xếp được nên dự đó gọi là networking, đi cái đó gọi là kết nối xây dựng mối quan hệ. Có nhiều người người ta không bận lắm mà cũng phải ráng ta đi, tại sao? Đây là mối quan hệ quan trọng liên quan doanh nghiệp của người ta đó, ta phải đi đó, không đi là không được luôn á. Rồi nó vậy đó. Rồi nếu có cơ hội mình nên tự nhiên xung phong nhận nhiệm vụ làm cái gì đó trong đội nhóm. Thí dụ tôi nói trong cái cộng đồng mình, có mấy anh chị làm DJ, làm MC, mình tự xung phong làm. Mình làm như vậy á để mình chứng minh có sự hiện diện của mình trong cộng đồng này, ở trong ban tổ chức này, để như thế trở thành một cái mạng lưới thường xuyên tin cậy, đúng không? Tin cậy của ban tổ chức, của Pháp gia. Ban chứ Pháp gia muốn làm phải có một đội nhóm chứ, một cái mạng lưới gần gũi chứ. Họ xung phong nhận đi đầu cái đó chứ. Đội nhóm của anh chị cũng vậy nữa. Nên khi anh chị cần tổ chức một cái sự kiện có 30 khách hàng mới tin, thì cũng phải có người lo thư mời, rồi lo chiếc slide, rồi lo nước, rồi lo tiếp mới có chứ. Sao một người mình làm được? Mình có đội ngũ đây không? Mình có sẵn chưa? Hay là đến lúc cần mình mới đi gọi? Đó. Rồi. 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 Cái tiếp là gì? Xây dựng mối quan hệ là phải là gieo trồng, đừng có săn bắn quý anh chị. Đừng có săn bắn. Gieo trồng là sao quý anh chị hiểu không ạ? Mình đi gặp người ta liền cái mình giới thiệu sản phẩm mình bán hàng liền là mình là bắn rồi đó. Là săn bắn á. Hunting á. Muốn thành công trong xây dựng mối quan hệ đi gặp người ta là không có bán hàng. Cái bài giao tiếp tôi có nói với anh chị rồi, cái kịch bản tôi nói hôm nay tôi sẽ nói sâu nữa là vậy đó. Kịch bản mình là gì? Đi gặp người ta là để kết nối mối quan hệ, là lấy thông tin. Có bán hàng gì đây hết trơn á. Rồi sau đó mới nuôi dưỡng, cho nên gọi là gieo trồng á. Nếu mình làm được cái việc đó, người ta gọi là planting, là trồng cái cây á. Trồng cái cây rồi phải bón phân, phải tưới nước cho nó lớn lên. 20 người mới gặp nhau chưa thân thiết thì phải nuôi dưỡng nó, đúng không? Chăm sóc nó, nhắn tin chúc mừng, thỉnh thoảng giúp đỡ làm cái gì đó, đúng không? Từ cái chỗ xa lạ thân, rồi thân thật là thân, cái cây nó lớn lên, tức là cái mối quan hệ nó lớn lên bền vững, thì đến lúc đó khi mà có công chuyện cần gì mời hợp tác nó dễ dàng, nó không có gì rào cản hết. Còn giờ mới gặp nhau, còn mới xa lạ, đặt vấn đề liền, tôi có sản phẩm này hay lắm anh ơi, anh nên mua đi, anh nên làm đi, là khó lắm. Cái đó gọi là săn bắn đó quý anh chị. Đây, tới đây quý anh chị nào hiểu gieo trồng và săn bắn, quý anh chị gõ vô số 2 tôi giùm ạ. Gõ số 2 thì hiểu cái điều mà tôi nói. Trong kết nối xây dựng mối quan hệ networking á, là đừng có săn bắn mà gieo trồng á, thì cái gì gõ số 2 vô rồi. Để tôi hiểu là quý anh chị hiểu vấn đề, đúng không? Rồi. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị. Có nghĩa là trong giao tiếp và xây dựng mối quan hệ đừng có săn bắn. Đi gặp người ta là xây dựng mối quan hệ, rồi sau đó còn phải chăm sóc nuôi dưỡng nữa, một thời gian nữa. Cho nên ngày đầu tiên đi gặp là đừng có nói về chuyện sản phẩm hết, không có bán gì hết, mà cũng không nói cơ hội luôn. Nếu mà làm chuyện đó, tiếng Anh nó gọi là hunting, là trong kinh doanh Mỹ nói là thất bại 100%.
Hồi xưa tôi cũng vậy nữa, tôi đã từng ở đây rồi. Tôi bán sản phẩm tôi nước tẩy rửa đa năng từ năm 2017-18. 2 năm tôi bán mới được. Nhưng khi tham gia BNI, 2 tháng tôi đoạt cái giải liền. Cái giải gọi là giải kết nối. Cái giải thưởng á, giải thưởng á là quanh quanh tốt. Tôi dành 2 tháng tôi đi là mấy chục cái chapter. Tôi lên, tôi đi cả xe ngang máy, tôi lên cái gì? Trảng Bom, Đồng Nai. Tôi đi dự trên đó. Tôi quen tới mấy trăm người trong vòng 2 tháng. Tôi quen tới 200 người. Biết vậy thấy ghê không? Không phải quen không đâu nha. Đi xong rồi tôi đi tìm cơ hội và tôi giới thiệu cho bạn bè trong chapter của tôi để mà ta làm khách hàng. Chứ tôi không giới thiệu sản phẩm của tôi. À, quý vị thấy không? Mà cuối cùng tôi bán cả 100 thùng. Người ta mua sản phẩm của tôi. Mà lúc đó mỗi tuần tôi chỉ giới thiệu có 30 giây quý anh chị à. Nó có kỹ năng hay lắm nha. Đứng lên giới thiệu sản phẩm mình trong vòng 30 giây. Quá 30 giây nó bắn nhấm chuông, nó cho qua người khác liền. À, chị thấy không? Học kỹ năng ghê lắm. Kỹ năng tự giới thiệu về mình trong vòng 30 giây. Mới nói kính thưa quý vị rồi hết cha nó 15 giây à. Mới nói được có mấy chữ nó hết 15 giây. Quý vị nghĩ đi. Trong 30 giây nói cái gì? 30 giây nói bao nhiêu chữ? Ở nhà tập cũng chết luôn. Tập nói sao có bao nhiêu chữ mà trong vòng có 30 giây. Nếu quá 30 giây nó bấm ren rồi nó chuyển sang người khác. Anh đề nghị ngưng. Lần sau anh nói anh không được nói nữa. Đó vậy đó. Quý vị thấy không? Nó rèn luyện mình đó là kỹ năng đến nó quan tâm đến người khác. Nói làm sao trên kỹ năng nói quan trọng đúng không chị ơi? Nói trình bày cực kỳ quan trọng luôn. Mình nói dở là người ta không hiểu. Mình nói dài nói dốc. Nói cả 2 phút rồi cũng người ta không đi xong, người ta cũng nghĩ mình nói gì luôn. Cho nên là đừng có săn bắn mà hãy gieo trồng mối quan hệ. Rồi. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là give again. Cái chữ này là nó bản quyền luôn rồi đó. Give again là cho và nhận. Tâm thế là tâm thế cho đi nha. À, cái này bữa nói tôi không nói lại nữa. Bữa kỹ năng giao tiếp á, chúng ta trong giao tiếp chúng ta phải tràn đầy tình yêu thương và cho đi. Cho đi là cái gì? Là chúng ta quan tâm đến cái lợi ích của người ta chứ quan tâm của mình. Mình đi gặp người ta, mình không nói về mình. Mà nếu mà nói thì người ta yêu cầu, người ta hỏi thì mình mới nói. Mà nói thì nói về mình ít thôi. Nói về người ta nhiều hơn. Tại vì đi gặp xây dựng mối quan hệ chủ yếu là xây dựng mối quan hệ lấy thông tin, chứ không có liên quan sản phẩm. Còn chuyện sản phẩm sẽ có dịp khác mình sẽ nói. Chứ đi gặp người ta mà mình nói về mình là người ta không thích đâu. Cho nên mình chia sẻ rồi kiến thức hữu ích cho bạn bè đối tác mình trong lứa mình không, mình có làm hay không thì có ghi again. Mình đi gặp người ta mình tìm hiểu cái anh này nè, ước mơ là cái gì, đúng không? Cái bản gen nãy đó quý vị, coi cái thế mạnh của anh là gì, cái nhu cầu của anh là gì, anh hay cái gì, cái sở thích của anh là cái gì, để mình tìm cách mình giúp đỡ anh. Giver, mình kiếm người giúp đỡ anh. Anh chị nghĩ đi, mình gặp một người mà người ta giúp đỡ mình thích người đó không? Mình kết giao với một người mặc những người này là giúp đỡ mình thích không? Mình thích chứ. Sau này người ta đề nghị mình hợp tác không? Hợp tác liền. Bởi vì mình đã giúp đỡ người ta rồi, đến lúc mà khi mình cần đề diện người ta sẽ sẵn sàng hợp tác mình. Trên cái điều thứ ba nha. Rồi, điều thứ ba, give again. Rồi, cái điều thứ tư là chúng ta thực hiện cái mastermind group là gì? Xây dựng nhóm ưu tú. À, cái này người ta ở trên mạng người ta nói rất là nhiều lắm. Tại vì chúng ta đâu có biết hết đâu. Nó quá nhiều lĩnh vực và trong cuộc đời chúng ta đều cần, cả gia đình chúng ta cần, đúng không? Thì chúng ta xây dựng nhóm ưu tú, ví dụ như kinh doanh, ta phải quen nhóm chuyên về kinh doanh, nhóm về luật, liên quan bác sĩ, về giáo dục, về xây dựng, về du lịch, về tâm lý. Tức là những lĩnh vực này là lĩnh vực mình không có thành thạo. Chẳng thà tôi giáo dục, tôi chỉ biết giáo dục thôi. Bác sĩ tôi đâu có biết, luật tôi cũng không biết. Nhiều lắm tôi biết kinh doanh thôi, chứ còn xây dựng tôi không biết, du lịch không biết. Còn anh chị nào làm xây dựng, làm bất động sản thì có nói giỏi thôi, còn giáo dục sao rảnh. Cho nên là trong cuộc đời mình, gia đình mình khi cần đề đó thì mình cũng có những người bạn giúp đỡ mình. Như vậy thì mình phải xây dựng cái nhóm ưu tú. Mình nên gì? Đi làm quen những luật sư, nhiều ông bác sĩ, nhiều người làm ngành giáo dục, nhiều người làm xây dựng bất động sản, nhiều người làm du lịch, nhiều người làm kinh doanh. Để lĩnh vực nào mình cũng có bạn bè mình giúp đỡ hết. Đó gọi là xây dựng mastermind group. Quý chị hiểu không? Kết nối xây dựng thành công, mình phải có đội này nè, mình phải cái này mình thành công được. Để khi cần, bây giờ mình đi tìm chết mò rồi. Muốn tổ chức sự kiện, có người luôn. Có người về điện tử làm hết, rành luôn. Có người về slide làm luôn. Chứ bây giờ lúc đó mình làm hết, sao mình làm được? Mình không thể làm được,
đúng không? Rồi, cái thứ năm, thời đại này là thời đại tâm lý. 80% thành công á là do tâm lý. Bán hàng được 85% là do tâm lý. Người ta thích mình ta mua chứ không phải sản phẩm tốt. Không tin các anh chị đi, có nhiều người sản phẩm tốt lắm, quá trời luôn, nói quá trời luôn mà bán không được. Nhưng mà nếu mà giỏi tâm lý á, hay á, biết á, tôi nói ví dụ anh này tính cách đi, bây giờ hôm nay không có thời gian nói nhiều. Nó có bốn cái tính cách là DISC. Đi là dominant, là người thuộc nhóm này á, bán hàng dễ lắm quý chị ơi. Cái người mà thống nhóm đi á, là nhóm liều, làm trước học sau, cho nên mình đề xuất họ mua, họ mua liền, họ chẳng cần biết tốt xấu, cứ mua trước cái đó, tham gia đại cái đi. Hay là cái người nào mình biết tính cách mà đi á, trời dễ ẹt, chốt sale luôn. Đâu nói 1 tiếng 2 tiếng bắt đầu qua tới mình, nói xong là đề cập, họ mua liền, họ bỏ tiền mua liền, họ không suy nghĩ. Nhưng mà nếu gặp cái anh mà SSC á, còn lâu nha, đừng có chốt sale nha. Anh này để về tôi hỏi ý kiến vợ nha, để tôi nghiên cứu 1 tháng nha. Những người đó là dạng SC đó. Cho nên mình phải biết đọc vị khách hàng. Mà cái này á là có một khóa chuyên đề riêng sâu lắm. Tôi nghĩ là trong cộng đồng mình đã có người nói cái này rồi, đúng không? Thôi hôm nay tôi lướt qua. Tóm lại, muốn networking hiệu quả, mình muốn xây dựng cộng đồng người tốt, những người mà chất lượng hỗ trợ cho sự nghiệp của mình, thì mình phải có kiến thức về DIC để mình đọc vị được khách hàng, biết người này nên cái gì, người này tính cách gì, người tính cách gì, chứ không phải làm đại đâu. Hai người mà tính cách đi nhau, gặp nhau cãi lộn tối ngày luôn. Trong một doanh nghiệp mà hai người trong cái nhóm mình mà chừng 4 ông mà đê không á, trời ơi, tối ngày cãi lộn luôn, đúng không? Mà một ông mà có người đê, có người ISC là hòa đồng. Ông này nói có người kia nghe, chứ ông nào cũng đê không á, là cãi lộn suốt ngày luôn, không ai chịu nào trên đó. Cho nên người ta bổ nhiệm á, người ta cũng tính ghê lắm. Ở đây không phải là phong thủy, ở đây nó không liên quan thủy, cái này của Tây Phương đàng hoàng, nó là khoa học, tính cách nghiên cứu tâm lý. Rồi, ta qua cái tiếp. Rồi, cái thứ 6, chúng ta mở rộng vùng an toàn mình ra. Hồi nãy tôi có hỏi quý anh chị đó, tại sao quý anh chị không dám đi làm quen một người mới lạ? Tại sao quý anh chị không dám đứng lên xin phát biểu trong hội trường 300 người, 1000 người? Đề nghị có người lên hướng dẫn game, không ai dám lên hết. Có 1-2 người dám lên rồi, tại sao ta không dám lên? Ta làm được, ta làm giỏi hơn. Tại vì cái vùng an toàn, ZC, tiếng Anh gọi là ZC. Bây giờ chúng ta phá vỡ niềm tin giới hạn là mình không làm được. Tại mình có một cái niềm tin giới hạn là mình không làm được. Mình đủ sợ, sợ nhiều thứ lắm, đúng không? Cho nên nếu mình phá vỡ, mình sẽ gặp người giống như mình. Đó là luật nhân quả, luật hấp dẫn. Cho nên chúng ta sẽ, cái thứ 6 này, đột phá làm những việc chưa từng làm nha. Tôi nói lại cái thứ 6 này, để thành công trong networking, là bây giờ mình làm ngược lại cái gì mình nói lâu nay. Mình là đột phá, làm gì đây? Bây giờ mình không thể trở nên mạnh mẽ mà nhút nhát được, đúng không ạ? Mình muốn mạnh mẽ mà bây giờ mình nhút nhát làm sao mà được? Cho nên mình phải thay đổi tư duy tâm trí đi, đột phá đi, đúng không? Thay đổi con người mình hoàn toàn, đúng không? Rồi, tôi đề xuất những cái đó đây, có thể làm số anh chị khó chịu. Đừng bao giờ đi ăn một mình, cà phê một mình, từ đây trở đi. Nó có cuốn sách luôn nha. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Có cuốn sách đó đàng hoàng. Quý anh chị, tôi sẽ tặng quý anh chị cái cuốn sách đó, đúng không? Ebook trong đợt này. Nhớ anh chị mà đăng ký tôi cái đợt Zalo trước đó, có đăng ký đó, có email á, tôi sẽ gửi về tài liệu rất là hay. Những tài liệu mà trong vòng 5-10 năm tôi đọc, mà nó giúp tôi trưởng thành lên và phát triển. Mỗi tuần giao lưu cà phê hay đi ăn với một người mới, tôi nói lại một lần nữa, không phải bạn bè cũ. Đi tham dự tiệc cưới, đừng bao giờ ngồi chung với bạn bè cũ. Bạn bè cũ, ê, mời mời vô đây ngồi, đừng vô, bỏ đi qua cái bạn mới. Để làm chi vậy? Quen bạn mới. Cái này có thiệt luôn á. Năm 2009 có một cái bà này, bà làm MLM á, nổi tiếng luôn, thu nhập lúc đó 100 mấy triệu, 100 mấy triệu, thời đó nhiều tiền lắm. Một lượng vàng có 10 triệu à. Tại vì bà này 30 ngày bà quen 30 người mới. Bà lên bà trình bày luôn mà. Mỗi ngày bà đi ăn cơm với người mới. 30 ngày 30 mới. Trong 3 tháng bà quen 100 mấy chục người mới. Cuối cùng bà chốt sale, bà bán được 10 người. Bà xây dựng hệ thống phát triển luôn 100 mấy chục người. Lên trình bày rất là rõ ràng. Mà người này không có trình độ văn hóa cao ở Vũng Tàu. Cái công thức của bà là gì? Đi ăn mỗi ngày với một người mới. Không bao giờ người cũ. Còn người cũ sau đó gặp lại cái khác. Phải không? Luôn luôn ngồi bạn đầu khi tham dự sự kiện hội thảo. Khi mình làm cái việc này á, là mình mở rộng vùng an toàn mình ra.
mình không còn sợ sợ. Cái gì sợ làm cái đó, cái gì mà sợ thì làm cái đó đi. Sợ mắc cỡ, sợ người ta chê mình, kệ nó, ai chê kệ nó, đúng không? Đi tiệc cưới là không bao giờ ngồi bạn bè cũ. Rồi xung phong phát biểu giới thiệu, lên trò game show luôn, xung phong làm luôn. Người ta chưa đề nghị, ban tổ chức chưa đề nghị, tôi xin mời, tôi có cái này hay lắm, tôi lên hướng dẫn, được không? Tôi kể cho anh chị một cái câu chuyện có thật luôn. Tôi không nhớ lắm, 2009-10 vậy đấy. Tôi đi dự một sự kiện, tôi ngồi bạn đầu bên đây, bên kia bạn kia. Bạn bên kia có một cái bà trẻ trẻ sồn sồn, kế bên có anh bạn trẻ. Thì ban tổ chức nó đề nghị có người lên chia sẻ. Cái anh đó, anh lên, đừng lên nói chuyện liền. Anh lên liền cái ảnh hướng dẫn một game show trong vòng 2 phút. Xong rồi anh nói xong xuôi. Quý anh chị biết điều gì kỳ diệu xảy ra không? Sau cái buổi đó đó, cái người ngồi cái bên cái bà đó đó, mới biết là cực kỳ hào. Bà mời đó, tôi thấy anh hay quá, tôi mời anh về làm công ty của tôi. Hỏi là anh này sinh viên, năm thứ tư chưa ra trường. Tôi về tôi trả anh 15 triệu luôn. Anh này đang đi kiếm việc làm 2-3 triệu. Tự nhiên lên là tổ chức game show, nó phát biểu, cái bà kia mới thấy hay quá, bà mời về phụ trách cái mảng đó. Bà trả 15 triệu, mà 15 triệu là trên cây vàng. Thấy hay chưa? Tức là người ta xây dựng thương hiệu cá nhân của người ta kết nối quan hệ tao. Bởi vì sau này tao mới hết, tôi học của T.H.I. Cơ với của ông Singapore đó. Tao nói thế này, khi mà bạn lên bằng nói chuyện mà trong phòng 300 người thì 300 người biết bạn, còn bạn ngồi dưới này biết bạn hết trơn. Bạn ngồi dưới không phải bằng mà bấn đứng lên mà phát biểu đó, thì 300 người biết bạn. Mà nếu bạn hay á, bạn nói hay nữa đó, thì 300 người đó sẽ có 50 người sẽ lên xin điện thoại của bạn, xin kết nối làm bạn với bạn. Anh chị hiểu không nè? Như vậy thì khi mình làm việc đó, mình đã mở rộng vùng an toàn mình ra, mình mất tính nhút nhát đi, nhưng mà mình còn xây dựng thêm cá nhân của mình nữa. Mình chứng minh mọi người tôi giỏi nè. Ai cũng giỏi hết á, mà không ai nó làm hết á, đúng không? Rồi, nó tóm lại, bằng nhiều cách mình làm sao cho nhiều người biết đến mình, biết cái tên mình, tinh thần phục vụ của mình. Mà người các doanh nghiệp hiện nay họ cần cái người đó ghê lắm. Họ cần người đi đầu, năng động, sôi động. Những người đó mới dẫn dắt đội nhóm, chứ không phải người giỏi nha. Bây giờ doanh nghiệp nước ngoài không tuyển người giỏi, mà nó tuyển người á, là tích cực, về nó đào tạo giỏi. Mà thằng này nó dám làm được rồi. Nó dám nói, nó dám làm. Cho nên cái chuyện mà dám nói, mà dám làm, cái đó mới cần. Con cái mình cũng vậy nữa. Tập thuyết trình, học thuyết trình, học thuyết trình bằng công nghệ, học đủ hết. Cái đó đi nước ngoài mới thích hợp. Chứ còn trong nước á, học ngồi thụ động, ông thầy nói trò ghi, học nói trò ghi không, thua chột. Con em mà nó lục nghề. Nên tại sao con nhà giàu người ta cho đi học nước ngoài hết, là con giỏi hết. Là tại vì cái môn dạy nước ngoài á, là phát huy khả năng tiềm ẩn, cho lên nói thoải mái luôn, lên trình bày làm role play, làm muốn nhiều thứ lắm. Rồi, chủ động kết bạn trò chuyện với người ngồi bên cạnh, người đi bên cạnh mình. Khi mình đi du lịch hay là tham dự sự kiện học tập là làm quen liền. Tôi kể cho quý vị câu chuyện có thật luôn. Năm 1977, tức là năm tôi mới có 21-22 tuổi, trên chiếc xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra ngoài tỉnh Thượng Hải, lúc đó tỉnh Thượng Hải là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ghép chung. Mà lý xe là xe đó là xe khách, tức là xe chạy bằng thang, nó có cái thang to bố chạy bằng thang. Ngồi kế bên tôi là một cái cô gái. Nhưng mà lúc đó tôi mới vừa đọc xong một cuốn sách học lập người trước á. Ê, nghệ thuật mở đầu câu chuyện. Tôi ngồi kế bên tôi nói, ồ hôm nay sao trời nóng quá ha. Tôi muốn nói chuyện cái câu này mà tôi không dám hỏi tổ. Tôi ngồi nói bâng quơ, hôm nay sao trời nóng quá ha này kia nọ. Để câu kia của buồn miệng. Cái hai bên nói chuyện nhau luôn. Nè, hai bên nói chuyện nhau luôn. Rồi tôi mới biết, cô này làm ở sở xây dựng, mà tôi về làm sở xây dựng đó. Chuyện kỳ lạ, trên xe mà nhờ mình quen, nhưng mà quen đấy á, là tại mình chủ động. Mình mở miệng nói, hôm nay trời nắng quá, trời nóng nực quá ha. Nó băng quơ cho nó nói cái câu này đâu, đâu có dám nói đâu, nhát thấy màu. Nhưng mà cô này có mừng, đúng. Rồi xong rồi, nhưng mà anh đi đâu vậy? Rồi bắt đầu nói chuyện nha. Rồi, quý vị thấy không? Mở đầu câu chuyện cực kỳ khó. Nó phải có một cái gì đó, đúng không? Mình phải tìm suy nghĩ làm sao mở đầu câu chuyện, vì ai cũng đóng kín cửa lòng mình, không dám nói, đúng không? Không phải là xấu xa, nhưng mà không dám nói, không dám mở rộng lòng. Vậy ai là người mở rộng lòng trước đây? Mình phải là mình. Rồi, cho nên là quý anh chị tập đi ha. Tôi gọi là
đột phá tư duy, thay đổi, làm những điều chưa từng làm. Rồi, bây giờ rèn luyện kỹ năng cá nhân đi. Bây giờ về tập giới thiệu cho mình trong vòng 60 giây. Đấy, tính đồng hồ nha. Soạn ra nha. Soạn ra nha. Bây giờ giới thiệu về cái cơ hội của mình đi. Mà trong vòng 60 giây, nói được không? Tôi nói rồi, kỹ năng trình bày, kỹ năng viết, kỹ năng quan trọng bậc nhất mà Tổng thống Mỹ đã nói, mà kể cả đại học Harvard đã nói rồi. Nên người ta đào tạo người ta bên Mỹ, trời ơi, nó giỏi lắm, giỏi nói nhất hai món đó. Còn bài khác nó không biết toán lý qua rồi, nó dở hết, bị có máy tính tính hết rồi. Bài toán cộng hả? Nó dùng ống tóc 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 ra liền, nó không biết bài toán cộng luôn. Trên Việt Nam mà chê Mỹ học dở quá, bài toán cộng không biết làm. Mấy anh không hiểu rồi. Mấy anh hiểu nước Mỹ nó đào tạo khác. Châu Âu gì nó đào tạo khác, nó không đào tạo giống 20 năm trước nữa. Nó không đào tạo những cái tầm thường nữa, nó đào tạo cái kỹ năng thế kỷ 21. Mỗi tuần thuyết trình với PowerPoint trên Zoom, giới thiệu một chủ đề mà các anh chị mà thấy, ví dụ là mình thấy trong Zoom mình không, giới thiệu về sức khỏe, dinh dưỡng, về bệnh đường ruột, mình làm trình bày được không? Bây giờ mình nói dở, mình nói 15 phút thôi. Mình dùng Zoom, Zoom nó cho trong 45 phút mà. Bây giờ mình tổ chức Zoom bạn bè vô, ủng hộ, nói trong vòng 45 phút thì mình dành 15 phút đầu là giao lưu đi. Bây giờ mình nói 15 phút thôi, rồi mấy phút trả lời trong vòng 15 phút là xong rồi, miễn phí rồi, Zoom. Làm được không? Làm đại đi. Làm đại đi. Chứ còn chờ gì nữa. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày, viết là quan trọng số 1, quyết định thành bại của mình đó. Mà bây giờ mình còn chần chờ nữa thì không biết khi nào. Rồi mình đổ thừa tại sao nói sao em không hiểu, nói sao thuyết phục không được. Nói dở quá. Nói không đúng đi là lòng người, nó đúng trái tim thì làm sao mà được. Rồi, mỗi tuần post một chủ đề hay, một câu nói hay, một câu chuyện hay ở trên mạng xã hội, thu hút cho bạn bè vô. Tôi sẵn đây cũng đề nghị luôn, quý anh chị nào mà thấy cần tâm thì tham gia cộng đồng của tôi. Tôi hỗ trợ chúng ta, hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta xây dựng kênh YouTube trong vòng 5 năm. Thì chúng ta khoảng nào mỗi tháng kiếm từ 30 triệu đến 100 triệu. Với điều kiện chúng ta hỗ trợ nhau nha. Chúng ta like nhau hết, ta comment kênh YouTube mình á, mình hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ trong nhóm tôi hiện nay là 180 người rồi đúng không? Bây giờ lên 300 người, thì 300 người là 300 kênh. 300 mình ủng hộ lẫn nhau, trong vòng 3 tháng nó lên 1.000 là kiếm tiền liền. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, còn xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi đào tạo quý anh chị để làm YouTube, làm video clip, miễn liên, làm trong vòng 1 giờ đồng hồ. Một ngày làm clip, một tháng làm 30 cái, tung lên, một năm làm 100 cái là mình nổi tiếng rồi. Mà người ta biết đến mình, người ta biết đến mình. Bây giờ mình bàn cái gì cũng dễ hết. Hiển diện mà. Visibility, VCP, visibility, no like, trust, no. Không biết mình thì làm sao mà like. Mà không no, không like làm sao mà trust. Đúng không? Cho nên là ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân mình. Bây giờ muốn làm gì làm phải có thương hiệu. Người ta phải biết anh A, anh B, anh C nó làm gì mới được. Tên gì mới được. Đúng không? Dành 30 phút, 60 phút mỗi ngày á, vào kênh, tài khoản Facebook, Zalo của nhau á, ủng hộ, like, đọc. Mình phải cho đi. Mình có muốn được không? Mình muốn cái gì thì mình hãy làm điều đó cho người ta. Đúng không quý vị? Tôi đã chia sẻ cái cách làm, cái cách networking trong thời đại công nghệ 4.0. Kể cả offline, kể online. Offline mình làm nhiều rồi, tôi cũng làm nhiều lắm rồi. Giờ tôi đang làm online. Mà offline gặp tôi nói cũng được đó. Tôi nói chuyện với 1.000 người rồi. Từ năm 2010 tôi nói chuyện với 1.000 người là chuyện bình thường. Nói không có giấy tờ gì hết trơn đó quý anh chị. Rồi tôi dạy biết bao nhiêu rồi. Dạy không có giấy tờ, dạy riêng nó thuộc rồi. Kể cả chủ đề mới tôi cần thiết kế trong vòng tiếng 2 tiếng là tôi thiết qua là xong á. Tôi thiết kế chuyên nghiệp cực kỳ nhanh luôn. Cho nên sắp tới tôi có một cái khóa ra hướng dẫn bên chị rồi ha. Rồi bây giờ cách tiếp cận one to one là hai người gặp mặt nhau face to face á. Cái này cũng có đúng không? Giả sử không có dịch, một ngày đó chị hẹn một người ra quán cà phê. Mình gọi là one to one nào. Mà one to one á thì mình phải có kịch bản. Mình nói cái gì đúng không? Mình nói cái gì? Mình hỏi thăm về sức khỏe, sở thích của người ta. Rồi mình tìm điểm chung được gọi là common background. Tức là tìm cái điểm mà hai người đều cùng thích. Để nói, để bắt đầu. Mình hỏi về sở thích. Mình đặt câu hỏi thích. Mình biết anh này sở thích đó. Mình sẽ nói về sở thích đó thì người ta sẽ thích nói. Đúng không? Mình nói về ít, mình ít thôi. Nói người ta nhiều. Đó là cách mà như nãy tôi nói cái câu chuyện mà tôi nói
nó điểm chung đó mà, tôi nói thời tiết là điểm chung. Bữa nay trời nực nóng quá, xe kia nọ, cô kia cô, cái đó cô cũng cảm nhận nữa, đúng không? Cô mới nói chuyện rồi, còn gì nữa không? Rồi, tìm hiểu sở thích để bắt đầu câu chuyện nha. Giao tiếp đơn giản thôi, đúng không? Rồi khuyến khích họ nói về họ, đúng không? Rồi chân thành. Cuối cùng cũng phải là trái tim thôi. Mình phải chân thành, chứ mình bây giờ mình giả tạo người ta biết liền à. Nói chuyện hai người nhạt nhẽo rồi làm sao bao giờ gặp nữa. Mình hỏi tại sao mình gọi điện thoại người ta không bắt máy, mình nhắn tin người ta không trả lời. Mình vội vàng quá, bởi vì trong người mình nó không tràn đầy tình yêu thương, không có gì cho đi, không giúp đỡ người ta thì người ta không muốn kết bạn. Cái đó là quy luật rồi. Cái ngày hôm kia tôi nói về giao tiếp, tôi không lặp lại nữa, đúng không? Là quý vị đã nghe rồi, là trong người mình phải tràn đầy tình yêu thương và cho đi chân thật. Ba thằng đó mà nó có bền vững thì con đường thành công mình không bao xa cả, kể cả hạnh phúc. Khi người ta thích mình rồi, người ta tính mình rồi thì mọi chuyện đều dễ dàng. Mọi chuyện nó khó khăn từ chỗ là tại người ta không thích mình. Cuộc đời này kỳ lắm, đừng nói nó bất công. Ta thích mình thì ta mới mua hàng mình, ta thích mình mới hợp tác với mình và tin mình nữa. Rồi bây giờ khi gặp người ta mình nói cái gì, mình hãy cho biết, mình hỏi không có hỏi mình biết người ta khởi nghiệp, mình mới hỏi xưa giờ anh có cái gì hay, anh khởi nghiệp như thế nào, anh có cái gì tự hào trong cuộc đời không, trong cuộc đời cái gì đáng nhớ nhất. Mình hỏi người ta đó để người ta tâm sự với mình đó. Mà tâm sự để gì? Đây là câu hỏi dạng mở, tôi nói là câu hỏi dạng mở nha, open question. Câu hỏi dạng mở là câu hỏi để người ta suy nghĩ, người ta trả lời, chứ không phải là yes no. Mà muốn xây dựng mối quan hệ phải là câu hỏi mở. Câu hỏi này đúng hay sai nha? Mà đúng không? Sai không? Đúng không? Sai không? Cái đó không phải. Câu hỏi đó không có dẫn đến xây dựng mối quan hệ. Rồi. Bây giờ cái điều bạn thích nhất là gì? Hiện nay bạn thích nhất là về cái gì? Tức là bạn đang nói cái nội tâm bên trong. Con người nào cũng đều có cái thích chứ. Họ tự hào về cái quá khứ của họ thành công đều có cả. Sao lại không có? Thì mình khuyến khích họ nói về điều đó đi. Đúng không? Cái này hôm nọ tôi đã nói trong cái kỹ năng giao tiếp rồi. Kể tôi nghe về thành công nào bạn ấn tượng nhất, ý nghĩa nhất đi. Bạn kể cho tôi nghe, tôi ngồi tôi nghe. Cái này tôi nói xịt các bạn nha. Tôi đã gặp một người rồi, họ nói chuyện từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ, đến 1 giờ khuya tôi xã tôi mới đi về được. Lúc họ mới thả về, tại vì khuya quá rồi. Mình ngồi nghe, mình gợi ý, nói riết họ nói gì họ tới 4 tiếng đồng hồ không xong luôn. Mà không phải lần đâu, từng đến 3 lần vậy đó. Trời ơi. Nhưng mà không sao, mình cũng rất là vui. Tại vì mình mang niềm vui cho họ. Tại họ lâu lắm rồi, họ không có người tâm sự. Mà mình ngồi mình nghe họ thích ghê lắm. Rồi sau này mình nói cái gì họ cũng nghe hết. Tại vì thân rồi. Từ lạ ra tới thành thân rồi. Đúng không? Quý anh chị hiểu không nè? Rồi. Nói về người khác thì nhiều mà nói giờ ít đi. Chuẩn bị vài câu hỏi nha. Rồi, hồi nãy tôi mới nói đó. Chuẩn bị vài câu hỏi. Phải chuẩn bị đó. Đi gặp phải chuẩn bị đó. Có kịch bản đàng hoàng. Nhưng mà câu hỏi gì câu hỏi. Đừng có nói về mình nhiều. Mà đừng có nói về sản phẩm. Mà đừng có bán gì hết. Đi gặp xây dựng mối quan hệ. Mà tối ngày mới nói sản phẩm là thua rồi. Xây dựng networking là xây dựng mối quan hệ trước, nuôi dưỡng nó đến một lúc nào đó thì mới tung ra, chứ không sở tình hinh tinh bắn rồi. Được chưa? Rồi bây giờ kết thúc cuộc trò chuyện á, thì mình nên có một câu thế này nè. Bây giờ mình hỏi là mình có thể giúp họ được hay không, có cái gì mà mình có thể giúp được không. Trời ơi, thích lắm nha. Bây giờ mấy anh chị thử đi, mình nói chuyện xong mà người ta giúp đỡ mình cái gì đó, anh chị thích không? Chị nghĩ thích không? Mà nói rồi, cái gì mình thích mình hãy làm điều đó với người ta đi. Cái bài kỹ năng giao tiếp ngày hôm kia tôi có nói rồi. Tất yên tâm, mình suy ngẫm ra cái gì mình muốn, mình hãy làm điều đó với người ta. Mình muốn cái gì, mình muốn người ta giúp đỡ mình thì mình giúp đỡ người ta trước. Mình đề xuất mình làm giúp đỡ trước. Họ thích mình xong rồi, lâu dần họ tin mình. Đến lúc đó mình đề xuất cái gì của mình, họ đều lắng nghe hết. Chứ còn bây giờ ban đầu mình nói không nghe đâu nha. Mấy anh chị, đây là nguyên tắc. Gia tăng ảnh hưởng khi bạn kết nối trực tiếp với một người, hai người, tùy. Rồi điều thứ bảy, điều thứ sáu xong rồi nha. Điều thứ sáu xong rồi, điều thứ bảy, hãy luôn luôn mang theo một món quà. Tôi trước tôi có hay mang theo kẹo á, tôi bỏ một cặp đó. Tôi ghé người ta xong tôi thấy có con cái tôi tặng kẹo cho con họ. Nhiều khi người mẹ đó thấy con mình vui, cũng thích mình nữa. Quý vị công nhận với tôi không? Cuộc đời nó kỳ vậy đó. Cuộc đời nó kỳ vậy đó. Có một hôm lúc tôi làm bảo hiểm tôi gặp có một cái bà này hơi béo, tức là hơi mập mạp. Nếu mà tôi mở miệng nói cổ xinh đẹp chết mồ chửi tôi luôn á, đúng không? Nhưng mà tôi thấy cổ có một con chó, con chó nói chung là dễ thương,
Tôi nói trời con chó này đẹp quá. Tôi mới nói con chó đẹp quá thôi là tôi mất 2 tiếng hồ tôi ngồi tôi nghe. Trời con chó này 9 triệu đấy. Trời tao khoe con chó mua 9 triệu nha anh chị. Rồi bắt đầu nè, nó thích ăn gì nè, nó dễ thương ra sao nè. Rồi họ ngồi nói tôi ngồi chịu trận tôi nghe tới 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau xong rồi họ hỏi ủa anh làm cái gì vậy? Bây giờ họ hỏi mình làm gì? Bây giờ mà họ hỏi mình làm cái gì? Sau khi họ ngồi, họ thấy mình ngồi nghe lắng nghe hết nói về con chó. Con chó chỉ là một cái vật của họ thôi, họ thích thôi, đúng không? Quý vị hồi nãy giờ có hiểu tôi nói điều gì không? Nếu hiểu gọi chữ ok giùm tôi. À mà thấy im ắng quá đúng không? Quý vị có hiểu điều nói giờ tôi nói hồi nãy giờ và từ 4 5 6 không? Giờ tới 7 không? Tức là những cái mẹo, những cái thủ thuật mà bằng kinh nghiệm bản thân của tôi, trải nghiệm từ mười mấy 20 năm tôi làm kinh doanh, tôi đào tạo, tôi thất bại, thành công thì cũng không ít, nhưng mà thất bại là vô số kể. Tôi nói những điều đó là tôi bị thất bại rồi. Tôi bán hàng không được, tôi bị người ta lừa đảo, tôi bị người ta chỉ trích, tôi bị người ta là remove ra khỏi nhóm, không cho vô trong nhóm để nói chuyện. Bị tôi vô tôi giới thiệu bán sản phẩm mà tôi đâu có chịu. Quý vị hiểu không nè? Cho nên những thất bại chua cay đó tôi nên chia sẻ lại cho quý anh chị. Đi luôn luôn mang theo món quà. Món quà có thể là gì nè? Món quà có thể là món quà vật chất, mà có thể là một câu chuyện. Một câu chuyện hay, một câu chuyện hài, câu chuyện vui vẻ. Đến nơi mình kể một câu chuyện mà tôi cười vui cười ào ào, trời hay quá, tự nhiên cái không khí nó hay liền đúng không? Hay là một cái câu nói gì hữu ích á, mình khoan, phải đúng lúc mình phải chia sẻ. Hoặc là mình có một cuốn sách rất nhỏ nhỏ, mình mua một sách nhỏ nhỏ là luôn nhỏ hay, không có nhiêu tiền, mình tặng họ một cuốn sách đúng không? Một cái sản phẩm kinh doanh, nói chung là đừng bao giờ đi tay không, đừng bao giờ đi tay không khi hẹn gặp đối tác quanh tru quanh. Quý chị hiểu mà, mình phải chấp nhận một thực tế trong xã hội này có đi có lại. Mình phải cho người ta cái gì thì mình mới nhận cái gì đó. Mình cũng muốn vậy, nhưng mà cái chuyện muốn mình ở sau, mình phải cho trước. Mình cho người ta niềm vui, mình cho người ta thời gian, mình ngồi mình lắng nghe người ta kể chuyện là mình cho người ta thời gian đấy, đúng không? Mình cho người ta thời gian, bởi mình dành thời gian của mình quý báu, mình ngồi nghe người ta nói mà ta rất là thích, vì người ta có chỗ người ta sổ, người ta trút đi cái bầu tâm sự của họ. Cái điều này họ không nói với ai hết, mà tự nhiên họ thấy mình ngồi nghe, họ thích mình vô cùng. Từ họ thích xong á, bắt đầu họ chuyển sang, họ tin mình xong bây giờ mình bàn chuyện làm ăn nó dễ dàng lắm. Quý anh chị, tôi chia sẻ hết rồi, đây là sự thật luôn. Bây giờ điều thứ 8, giao tiếp là cần phải lắng nghe. Lắng nghe. Bây giờ người ta nói người lãnh đạo lớn á, là người biết lắng nghe tuyệt vời. Đó bây giờ ta nói nè, nghe với lắng nghe có giống nhau không quý anh chị? Nghe và lắng nghe có giống nhau không á? Quý anh chị, giống nhau không? Khác nhau. Nghe tiếng Anh là hearing, lắng nghe listening, đúng không? Rồi, cảm ơn quý anh chị đã tương tác, rất là tuyệt vời. Khác nhau đó. Bây giờ suy ngẫm nha. Nghe là gì? Nghe là quá trình xảy ra khi âm thanh nó tác động vô cái lỗ tai mình mà nghĩ á, nó chuyển đến não là nghe. Mà cái chuyện nghe này á là vô thức, tức là mình không có cố gắng vậy đó, người ta nói cho mình nghe rồi. Mình không kiểm soát luôn. Cái đó gọi là nghe. Nhưng mà lắng nghe là hành động có ý thức. Là sao? Là mình phải làm bạn mình muốn nghe cái gì đó. Và mình loại trừ cái gì mình không muốn nghe. Có nghĩa là có ý thức đàng hoàng, đúng không? Có nghĩa là mình loại bỏ những cái tạp âm đi, cái gì mình không muốn nghe mà cái gì muốn nghe là lắng nghe. Mà trong giao tiếp và xây dựng mối quan hệ networking là chúng ta phải lắng nghe. Phải lắng nghe nha. Rồi, bây giờ tại sao phải lắng nghe? Nếu mà kiên lắng nghe là gì? Lắng nghe để biết lòng người mà ý ta. Cái này là lòng người mà ý ta. Bị mình lắng nghe xong mình mới biết họ là đang thực sự bên trong hẳn đang có nỗi buồn hay nỗi ước gì, hay là ước mơ họ là gì, khát vọng họ là gì. Biết lòng người mà. Bán hàng là nhờ biết lòng người đó, về tâm lý đó, chứ không phải sản phẩm mình tốt đâu. Sản phẩm mình tốt không có liên quan gì người ta mua đâu. Người ta xài rồi người ta mới biết tốt. Nhất là sản phẩm bảo hiểm, làm sao mà biết tốt? Tử vong là mới biết tốt sao? Nằm bệnh viện là mới biết tốt hay sao? Thấy không? Nhưng mà tay vợ bỏ 100 triệu, 200 triệu đấy. Tôi bán sản phẩm là mấy tỷ luôn á. Ta đóng phí là 100, 200 triệu đó. Mà ta đưa tiền 100, 200 triệu, ta tin mình. Đúng không? Mà sản phẩm này không có xài được. Sản phẩm bảo hiểm đâu có xài được đâu. Đâu ai muốn xài kết quả sản phẩm bảo hiểm không? Không.
nhưng mà vẫn họ vẫn bỏ tiền, bởi vì mình biết làm người, mình nói đúng ý, ý của mình, đúng không? Mình tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Như vậy lắng nghe có lợi không quý anh chị? Lắng nghe quan trọng lắm à. Trong kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ, mình ngồi mình lắng nghe là đã thắng hết 50% rồi đó. Rồi, mà lắng nghe thì nó có nhiều cấp độ lắm, phớt lờ, giả vờ, chọn lọc, chăm chú. Ở đây ta không bàn mấy cái thằng đó, mà ta bàn cái thằng cuối cao nhất là bây giờ con người ta sinh ra hai cái tai, một cái miệng, thì tôi xin hỏi các anh chị mình dùng cái nào giao tiếp tốt nhất? Đây, các anh chị ghi đi. Bây giờ mình có hai cái tai, một cái miệng, bây giờ mà giao tiếp xây dựng mối tốt nhất là mình dùng cái nào? Quý chị cho tôi ý kiến ạ. Đây, mình tích cực đi. Rồi, cả hai cái tai rồi lắng nghe nhiều hơn, hai cái tai rồi tới cái miệng. Ồ, quá tuyệt vời. Nói chung quý anh chị rất là tích cực, đúng không? Giờ phút này mình là 10 giờ rồi, đúng không? Rồi, mình 10 giờ rồi nhưng mà mình vẫn còn theo dõi điều này là quá tuyệt vời. Rồi, xin câu trả lời như thế này: theo thống kê và theo thực tế cuộc sống của những người thành công trên thế giới, vì ta thấy rằng nên sử dụng cả hai một cách tương xứng. Tại sao vậy? Ông trời cho cả hai không lý do nào mà không xài hết. Ông trời cho hai cái tai và một cái miệng, dù cái miệng có một cái nhưng mà nó cũng lợi hại lắm. Lời nói có thể làm người ta nản lòng mà cũng có thể giúp người ta đứng dậy. Thấy không? Lời nói nó ngàn cân, đúng không? Rồi, bây giờ đầu tiên làm thế nào để mình trở thành một người lắng nghe tích cực? Tiếng Anh nó gọi là how to be a great listener. Bây giờ lắng nghe tích cực là hành động có ý thức, đúng không? Là sự kết hợp của cả tai, mắt và con tim. Tôi nói lại nha, lắng nghe tích cực là lắng nghe cả con mắt. Nghe mà nghe bằng mắt. Ta nghe, có từng nghe cái này chưa quý anh chị? Nghe sao nghe bằng mắt ta? Nghe hai lỗ tai chứ sao nghe bằng mắt? Mà nghe bằng trái tim là cái gì? Đúng không? Nhưng nó là chìa khóa xây dựng, thiết lập mối quan hệ, thông qua làm cho người ta yêu thích mình, xây dựng niềm tin và gắn bó lâu dài với mình luôn. Nếu mình gắn nghe tích cực mà bằng tai, mắt và con tim. Bây giờ bằng tai là sao? Bây giờ lắng nghe bằng mắt là cái gì? Trời, nghe sao nghe bằng mắt được ta? Kỳ quá phải không? Nhưng mà thật ra đúng. Duy trì bản mắt tiếp. Mình nói chuyện mà con mắt mình nhìn kia kìa. Người ta nói mình không nhìn vô mắt, đâm nhìn kia, thua rồi. Đúng không quý anh chị? Mình, ta đây nhìn con mắt, hai mắt nhìn nhau, chưa nói câu nào đó là đã trào máu họng rồi. Hoặc là đã rất là vui vẻ, hoặc là rất yêu thương rồi. Đúng không? Nói nhau bằng mắt mà. Giao tiếp bằng mắt mà. Mà ta biết rồi, body language. Một cái đại này mà nói với em kia rồi. Được chưa? Ánh mắt nhìn thẳng vào người nói chuyện để thể hiện sự tôn trọng. Đôi khi tôi ngồi tôi buồn ngủ chết, một mắt mờ thế này nè, buồn ngủ thế này cũng phải ráng vậy này nè. Đó. Ánh mắt thể hiện sự quan tâm đến nội dung. Mình nhìn, mình nói chuyện, mình nhìn con mắt người ta là biết ta có theo dõi mình hay không, là mình biết mình nên ngừng hay không ngừng. Mình nói, người ta lơ đễnh này, người ta không quan tâm mà nó thôi, mình dừng. Trên con mắt nó cũng là cái sự phản hồi trong quá trình giao tiếp. Trong xây dựng mối quan hệ mình biết nên tiếp tục hay là không tiếp tục là cũng qua nhìn con mắt, đúng không? Con mắt nó duy trì mình nói tiếp. Con mắt mình mở tròn thế này, mình chú ý thế này là ta thích, ta nói tiếp. Mà người ta nói tiếp thì người ta càng thích mình. Cho nên là lắng nghe bằng mắt là quan trọng lắm quý anh chị. Rồi, bây giờ lắng nghe bằng tai là cái gì? Lắng nghe bằng tai là cái gì? Thể hiện sự quan tâm nội dung. Rõ ràng là tai mình nghe nội dung mà. Đúng không? Người ta nói mình phải nghe chứ. Mình phải lọc ra người ta nói vấn đề gì đó. Nói về dinh dưỡng. Tại sao công thức này? Tại sao buổi sáng phải như thế này? Tại sao calorie thế này? Mình phải nghe rõ thì mình mới hiểu được. Nhưng mà phải lắng nghe vậy, mình ta nói thì người ta mới thích là mình đang lắng nghe. Giao tiếp mà mình không thích, ta đâu thèm nói chuyện nữa đâu. Rồi, mục đích nữa là thu thập nhiều thông tin hữu ích trừ cái thông điệp của người nói, đúng không? Hai lỗ tai này để thu thập nhiều thông tin hữu ích. Nếu thì kỹ năng xây dựng mới ngày đầu tiên thì ta hỏi cái tầm nhìn của người ta, ước muốn của người ta, họ mong đợi điều gì, họ thích điều gì trong quá khứ, họ tự hào điều gì. Họ nói xong xuôi mình nhớ, đến lần sau đó, mình khen ngợi họ trên mạng. Trời, anh làm cái điều quá hay, rất ít nhiều người họ thích khen cái đó. Mình khen thất lắm. Tại vì mình nghe xong mình biết người này quá giỏi. Người này khởi nghiệp không đồng, rất là nghèo, mà bây giờ họ tới đây họ rất là tự hào. Mình chia sẻ cái niềm vui với họ, họ rất là thích. Đó là thật lòng nha, chứ không có giả tạo gì trong này hết á. Nếu mà giả họ biết liền à, dễ lắm.
Nên người nào mà dẻo miệng mà giả tạo, người trước hay sau tao biết hết cả quý anh chị ơi. Cuộc đời này nó hay, nó công bằng lắm. Rồi, bây bằng tim là sao quý anh chị? Bây giờ bằng tim là sao? Lắng nghe mà lắng nghe bằng con tim. Lắng nghe bằng con tim là như thế này quý anh chị. Lắng nghe bằng con tim là lắng nghe tràn đầy tình yêu thương. Mình nghe để mình giúp đỡ người ta. Chứ không ngại mới nói xong, ô cái này sai rồi, ô cái này đúng rồi. Mình mới vừa nói xong kia nó nói, ui, cái này là đa cấp lừa đảo, tôi đã gặp rồi. Cái này một tháng tôi gặp một người. Tôi đang nói xong họ nói, à, ô cái này phải Ponzi không? Và tôi biết ông ta nói cái gì rồi. Và tôi không nói nữa. Này Ponzi hả? Rồi, lừa đảo rồi, đúng không? Họ nói vậy thôi, mình dừng. Mình không cần nói thêm. Bởi mình không nói đúng sai nữa. Mình nghe không để phản hồi. Quý anh chị ơi, tại vì lắng nghe để hiểu cảm, để hiểu cảm xúc của người nói. Tại sao họ nói câu đó? Họ uất ức quá họ nói, họ vui mừng quá họ nói, họ tự hào quá họ nói, đúng không? Để mình hiểu cái động cơ bên trong họ, cái niềm tự hào của họ, cái nỗi đau của họ, cái nhu cầu của họ, mà cái đó mình mới cần biết chứ. Mình là người đi giúp đỡ mà mình không biết nỗi đau của họ là gì. Họ biết khó khăn của họ là gì. Bây giờ quý anh chị là người team leader mà mới chỉ nói chuyện với một người ở dưới mới gia nhập được một tháng. Mà ngồi nói chuyện mà cái gì không chịu nghe, không nghe bằng con tim. Mà cứ nghe họ nói và cái liền là phản ứng liền. Đã nói rồi. Đã biểu lập danh sách không chịu danh sách. Gọi điện thoại không chịu gọi điện thoại. Làm sao mà thành công được. Ta không có lắng nghe. Ta không hiểu nỗi niềm bức ức họ. Khó khăn họ đang gặp phải là cái gì. Chúng ta không phải là tràn đầy tình thương. Không phải là người đi giúp đỡ. Nghe để thấu hiểu. Quý anh chị ơi, cho nên là Kirby nói câu cực kỳ hay. Hầu hết mọi người lắng nghe không phải để thấu cảm và hiểu, mà để lắng nghe để phản hồi. Nghe xong là trả lời, người ta chưa nói xong đã trả lời rồi. Đúng hay sai? Quý anh chị trả lời cho đi. Nếu đúng, quý anh chị ok. Có phải là bấy lâu nay hầu hết chúng ta nghe để trả lời không? Chúng ta nghe vợ mình nói xong là nghe mà để trả lời. Chứ mình không có tìm hiểu tại sao. Tại sao vợ mình nói câu đó? Tại sao chồng mình nói câu đó? Tức giận nói câu đó. Mình nghe để mình trả lời. Nhưng mà ở đây đừng có trả lời. Nghe không phải để trả lời. Nghe để im lặng, để thấu cảm, để hiểu coi bên trong là cái gì. Mình ngồi mình nghe mà im lặng, mình không trả lời á, là để người ta nói tiếp á, là người ta sẽ tâm sự tiếp nữa. Và cuối cùng người ta rất là vui mừng, bởi vì người ta có chỗ người ta xả. Tại lúc đó người ta thấy có người hiểu mình rồi. Cái người ngồi trước mặt mình nè, họ không trả lời gì mình hết, họ không phản đối gì hết, họ chỉ ngồi nghe thôi. Họ gật đầu, đúng không? Họ tại khái cái thái độ họ, họ rất là vui. Tại họ được cái dịp họ xả cái nỗi niềm bên trong, nỗi ước ức bên trong, khó khăn bên trong, đã có người đồng cảm. Nó nói rồi, nghe để thấu cảm, đồng cảm. Cho nên mình giao tiếp với cái tâm là cho đi khi xây dựng mối quan hệ, thì gọi là nghe, lắng nghe bằng con tim. Quý anh chị à, cho nên mình phải cởi mở, đúng không? Rồi các anh chị đã ok đồng ý tôi rồi, đúng không? À, tôi thấy cũng còn rất ít người đâu ok. Có là có nhiều điều đó mình chưa đồng ý. Không sao cả. Nhiều điều mình chia sẻ đây, có nhiều cái có thể nó cái quý anh chị chưa trải nghiệm. Quý anh chị chưa trải nghiệm thì quý anh chị chưa thấy có đúng không. Nhưng mà tôi thấy cái câu nói của Covey này, Covey là một người nào đã chết rồi, đã mất rồi, nhưng mà viết cũng hay. Cuốn sách rất là hay. Viết cuốn sách là 7 thói quen đã thành đạt. Và cuộc đời tôi cũng đã thấy như vậy. Bản thân tôi đã từng vi phạm cái này rồi. Tôi nghe người ta chưa nói hết là tôi đã trả lời rồi. Nghĩa là tôi nghe để tôi trả lời, để tôi phản hồi. Tôi nói người ta sai, tôi mới thấy tôi sai vô cùng. Bởi vì tôi không có cái tâm. Từ đó trở đi bắt đầu tôi thay đổi đi. Tôi thay đổi bản thân mình là tôi lúc mà tôi ngồi nghe là tôi nghe để thấu cảm, để hiểu coi thực sự người này muốn gì. Tại sao họ phản ứng như vậy? Tại sao họ nổi giận như vậy? Tại sao họ phản đối mình? Tại sao họ phản đối cơ hội này? Tại sao họ đang béo phì mà mình nói họ không nghe? Tất cả điều đó là nó phải có lý do. Mặc lý do phải ngồi nghe lắng nghe mới biết được. Chứ còn không sẽ không bao biết được đâu quý anh chị ơi. Rồi. Lắng nghe tích cực còn phải sử dụng thông tin nhận để biết nữa. Đúng không? Cởi mở, ghi chú, tương tác. Đúng không? Rồi cái này mình biết rồi phải không? Rồi. Lâu lâu mình gật đầu đúng không? Đó mới gọi là lắng nghe tích cực. Con mắt trơ trơ thế này làm sao mà gọi là tích cực được đúng không? Mình gật đầu tức là mình khuyến khích. Nào tao nói tiếp. Tôi đồng ý đó. Còn nhìn thấy không? Rồi. Trong lúc giao tiếp xây dựng mối quan hệ, có phải là mình nên giữ im lặng không quý anh chị? Quý vị nào ok thì nói ok đi. Im lặng là vàng á. Có đúng không?
quý anh chị. Trong lúc giao tiếp xây dựng mối hệ kết nối, mình im lặng là vàng đúng không? À, có người ok, có người nói không. Tuyệt vời. Rồi. Người ta nói càng nói ít càng nghe được nhiều, nói là gieo nghe là gặt. Gặt. Ok, đúng rồi. Nhưng mà mình ngồi mà nói chuyện á mà im ru bà rù luôn. Trời ơi, thiệt là nhàm chán nếu mà để cái đầu cuối trong 4 tiếng hồ có người nói, còn mình không nói gì hết. Ta nói hồi cái ta cục hứng luôn. Tại nói 2 tiếng hồ cha này ngồi cứ không nói câu nào hết. Thua. Cho nên không phải im lặng là vàng, mà nói đúng lúc. Nói đúng lúc quan trọng, chứ không phải là nói nhiều nói ít. Có nhiều người nói ít mà nói rất nhiều. Có người nhiều nói nhiều mà cả tự nhiên thân là nói ít. Có nghĩa là nghệ thuật của mình là gì? Ở trong gia đình á, tốt nhất là gì nè? Nghe, trả lời bằng câu hỏi. Nghe, trả lời bằng câu hỏi. Nghe, trả lời bằng câu hỏi. À, quý anh chị ghi nhớ cái nguyên tắc đó đi, là sẽ hạnh phúc đó. Nghe, trả lời bằng câu hỏi nha. Tôi nói lại nha. Nghe, trả lời bằng câu hỏi. Nghe, trả lời bằng câu hỏi. Chứ không có trả lời, đặt câu hỏi lại. Ví dụ đó, bảo hiểm ta nói, bảo hiểm lừa đảo. Tôi không có giải thích. Tôi nói, anh chị cho tôi biết nó lừa đảo chỗ nào. Rồi, hỏi im luôn, không trả lời được. Tôi đặt câu hỏi, tôi trả lời bằng câu hỏi. Đúng không? Họ nói lừa đảo. Cái tôi hỏi, trời, câu này tôi nghe nhiều người nói lắm. À, bây giờ tôi muốn lắng nghe là anh chị cho tôi biết là lừa đảo ở chỗ nào. Không trả lời được. Không trả lời được quý anh chị ơi. Đặt câu hỏi mở. Đúng không? Bây giờ nghệ thuật đặt câu hỏi. Ở đây không phải là lúc, nhưng mà tôi tóm lược một vài ý thế này. Trong xây dựng mối quan hệ, trong networking á, là mình phải xác định mục đích hỏi. Mình hỏi để làm gì nha. Đừng có hỏi mà chơi xéo xéo người ta là thua luôn á. Cái tâm không có. Chọn cái từ hỏi nha. Chọn ngôn ngữ hỏi nha. Mà nên khôi hài vô nha. Nên vui vẻ vô nha. Tại vì trong lúc nói chuyện dễ xung khắc lắm. Nhất là mình mâu thuẫn về tầm nhìn, mình mâu thuẫn về cái gì khác nữa. Đúng không? Mình nói nghiêm túc luôn á. Rồi đặt thành câu hỏi nha. Rồi bây giờ mình tự kiểm tra, mình bắt cái hỏi tự hỏi mình á. Đặt câu hỏi người thân mình, bạn bè mình á, bạn thân mình á, đặt câu hỏi được không? Đó, đúng chưa? Rồi. Bây giờ người ta hỏi gì nữa? Ý hỏi rõ ràng ngắn gọn. Chỉ ba một ý hỏi thôi, đừng hỏi quá nhiều câu hỏi. Một lần hỏi một câu một, nói cho xong sâu rồi mới nói câu thứ hai. Hỏi hai ba câu là trả lời hồi quên câu thứ hai cha nó rồi, đúng không? Rồi, từ ngữ phù hợp, tôi nói từ phù hợp tùy theo người lớn tuổi, người trẻ tuổi, rồi tùy theo địa vị vân vân, mình phải dùng cái từ ngữ cho phù hợp. Cái này cũng bị bắt lỗi đấy. Tôi bị bắt lỗi rồi. Bây giờ thời gian mình không có nhiều, thấy không? Mình thời gian không nhiều, tôi sẽ lướt chỗ này. Bây giờ câu hỏi phải phù hợp cái vấn đề mình đang đề cập nữa. Rồi, bây giờ mình tóm lại là câu hỏi chất lượng sẽ tạo nên mối quan hệ chất lượng. Tôi nói lại quý anh chị thế này. Mình quan tâm câu trả lời là mình làm nhân viên. Mình quan tâm đặt câu hỏi hay là mình làm lãnh đạo. Quý anh nhớ đi. Mà chúng ta phải trở thành người lãnh đạo. Đội nhóm mình phải là leader. Vậy mình phải quan tâm kỹ thuật đặt câu hỏi, chứ đừng quan tâm cái câu trả lời. Người lãnh đạo giỏi là người đặt câu hỏi giỏi. Mà câu hỏi chất lượng sẽ làm nên mối quan hệ chất lượng. Người ta nói mình cứ đặt câu hỏi. Người ta nói mình cứ đặt câu hỏi. Mình trả lời bằng câu hỏi. Mà câu hỏi phải chất lượng nha. Câu hỏi mà dỏm là mối quan hệ không có chọn, mà không tốt đâu. Rồi, câu hỏi chất lượng sẽ giúp tạo cho suy nghĩ. Câu hỏi chất lượng sẽ tạo quan điểm chung. Bởi vì mình không có tấn công người ta, mà câu hỏi nó hay vô cùng. Câu hỏi đẩy người ta lên cao luôn, đề cao người ta luôn. Nó trong giao tiếp á, mình cho người ta quan trọng chứ mình không quan trọng. Mình khen người ta, mình đề nghị người ta. Tôi không biết rồi, tôi không biết. Tôi không ai tôi biết rồi. Tôi không biết. Anh có thể giải thích thêm được hay không? Tell me more. Ngày hôm kia tôi đã nói cái này rồi, đúng không à? Xây dựng cũng có mối quan hệ. So dịu, giải quyết mâu thuẫn. Nếu mà có mâu thuẫn, so dịu đi. Bây giờ thấy hay không? Như vậy thì sẽ có một chuyên đề riêng rất là sâu, nói cả ngày không hết về kỹ thuật đặt câu hỏi. Thì trong dạy học tôi mấy mươi năm là câu hỏi không. 10 giáo viên dạy giỏi là người giáo viên đặt câu hỏi hay. Chứ không phải người giáo viên thao thao bất tuyệt lên giảng bài. Người nào mà lên nói từ đầu đến cuối mà không có câu hỏi là giáo viên nó dạy rất là tệ. Giống như đêm nay tôi đặt tổng cộng là gần như vậy là 30 câu hỏi rồi quý anh chị. Tôi đặt quý anh chị rất nhiều câu hỏi đó, đúng không? Rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ những câu hỏi. Câu hỏi nó dẫn đến người ta suy nghĩ, gọi là brainstorming, tư duy, động não. Rồi,
Một số điều nên tránh nè. Trong lúc đó mình lo thuyết trình mà không đặt câu hỏi, đúng không? Mình không có đặt câu hỏi. Trong giao tiếp mà mình muốn bền vững phải đặt câu hỏi, mà đừng có hạ phẩm giá hay khác nha. Đặt câu hỏi mà để mà chơi xiên, để nói người ta là dốt là thua luôn, tại anh dốt quá. Nhưng mà mình không nói dốt, mà đặt câu hỏi để người ta hiểu, câu nội ý nó, người ta dốt. Anh dốt về kiến thức dinh dưỡng quá, nên thôi tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi đặt câu hỏi nè, anh có biết này không, là tôi biết đố, gọi là chơi khuấy người ta rồi. Đặt câu hỏi mà chơi khuấy người ta là thua luôn á, là khỏi xây dựng mối quan hệ luôn á. Khai thác điều khiển người ta là ta cũng không thích luôn, đúng không? Rồi mình lo đặt câu hỏi mà mình không lo lắng nghe câu trả lời, cũng không lắng nghe là cũng thua luôn, đúng không? Rồi câu hỏi không phù hợp đối tượng. Đối tượng này là người lớn tuổi, người trung niên khác, người trẻ tuổi khác. Rồi cái cuối cùng. Cuối cùng cũng rất quan trọng. Tạo ấn tượng trong lòng gặp gỡ đầu tiên. Quý anh chị có biết mất bao lâu người ta đánh giá mình không? Ta gặp mình á, ta hẹn mình vô cà phê, có người ghê lắm. Họ lựa một cái chỗ, nhất là lãnh đạo mà họ tuyển dụng á, hẹn người đến quán cà phê, quán đen quan trọng á, họ ngồi một chỗ xác đặt camera quay phim luôn. Mình bước vô xong, họ coi mình từ lúc cái tướng đi á, trong vòng có mấy giây thôi. 7 giây thôi. Quyết định có tuyển hay không tuyển, quyết định có nói chuyện không, có 7 giây đúng anh chị, tin không? Thống kê trên thế giới rồi đó. Cái này bên bảo hiểm mình tất cả trên đào tạo ghê lắm. Cho nên tại sao bên bảo hiểm hồi xưa đó là hàm mặc áo vest, đi gặp phải mặc vest đàng hoàng nha. Người ta nói trời ơi, tối ngày cái nghề gì mà mặc đồ vest sang trọng quá vậy. Không phải, ở nước ngoài nó vậy đó. Tại vì ấn tượng đầu tiên, first impression, ấn tượng đầu tiên nó quyết định người ta có tiếp tục với mình hay không. Có 7 giây thôi, 7 giây. Rồi, sự thật đó mình cũng đánh giá người ta 7 giây luôn mà mình không biết. Mình cũng đánh giá người ta 7 giây, mình nhìn ta đây. Rồi, ca này không nên chơi. Có người gán luôn cái phong thủy vô nữa, cái tướng mạo kia đi nữa, vân vân, nhiều thứ lắm. Có 7 giây thôi là quyết định rồi. Rồi, cái gì nữa? Chúng ta cũng làm như vậy đối với người khác luôn, đúng không? Đây là một cái tài liệu tôi trích ra trong cái cuốn 29% rất là hay, solution, đúng không? Bạn chỉ có duy nhất một lần gây ấn tượng duy nhất thôi. Lần sau người ta quyết định không gặp mình hay gặp mình nữa là do có 7 giây thôi đó quý anh chị. Rồi, 7 giây làm gì đây? Thứ nhất, về ăn mặc. Bây giờ hai người này mà thích gặp nói người nào? Ông bác sĩ nào đây? Ông kia cũng bác sĩ đó. Nó mặc đồ dễ đi gặp mình đó. Có tin không? Mình có tin không quý anh chị? Cái này các anh chị trả lời nha. Rồi, bây giờ gặp doanh nhân, mình thích gặp ông nào? Thích gặp ông nào đấy? Rồi. Nhưng mà có người nói tôi không thích mặc đồ sang trọng, tôi không thích mặc vest. Nhiều người đâu có thích đâu. Không thích nhưng mà cũng phải mặc đó. Không thể mặc quần đùi, đồ thể thao đi gặp một người ở một quán cà phê để bàn chuyện làm ăn mà người ta nghiêm túc, người ta nói mình không nghiêm túc. Tại tôi thích vậy đó, tính cách tôi thích vậy, không thích thôi. Rồi thôi, rồi xong, khỏi bàn nữa, đúng không? Vậy làm thế nào? Thái độ, ấn tượng mình á, vui vẻ, gặp điện, ôi chào anh, gặp người, xin chào mọi người, chưa biết trong lòng đang có chuyện cãi lộn ở gia đình xong, chào mọi người, vui vẻ, quên cha chuyện gia đình mình đi. Thái độ quan trọng lắm quý anh chị, attitude, đúng không? Rồi, bây giờ cái con người ta có ba loại người, một cái nhìn về nhân nhân, cái nhìn xã hội và cái nhìn về thân mật, thì ta nhìn ở những địa điểm khác nhau, ánh mắt á, ta lang thang á, ta nhìn chỗ nào cái con người là tùy theo, đúng không? Rồi, bây giờ một cái người thế này mà thích không? Một người thế này á mà anh chị thích nói chuyện không? Thực sự là tôi hồi đó bắt đầu tôi làm bảo hiểm á, thì tôi ấn tượng cực kỳ hay với cái ông này trên, tôi quên tên rồi. Trời ơi, sau này tôi thấy nó bình thường, nhưng mà hôm đó ông hẹn tôi vô cái phòng, ông mặc áo vest, trời ơi, tôi thấy ấn tượng dễ sợ luôn. Tôi dạy trong trường tôi là không có ông nào mặc áo vest hết. Chỉ có mình tôi mặc áo vest thôi, nhưng mà cũng không đẹp bằng ổng. Ông nói chuyện xong tôi quyết định tôi tham gia liền. Tôi hay quá. Tôi làm giảng viên mà tôi không cách với ông này. Tôi khoái ông cái mặt áo vest mà nói rất là hay. Ông quyết luôn rồi. Anh có xếp được ngày mai đi học không? Nếu không được thì thôi không nên làm. Anh chốt tôi luôn. Tôi nói làm được, mặc dù ngày mai tôi bận có giờ dạy, tôi về tôi xin đổi giờ ngày mai tôi phải đi cho được. Bởi vì tôi thích anh này. Tôi nói thật sự hồi xưa đó, tôi làm bảo hiểm là có lý do đó. Gặp một cái leader, anh này là coi là DM, District Manager. Anh này cũng nổi tiếng lắm, sau này anh làm Nu Skin rồi. Rồi. Từ nay, trước khi đi sự kiện networking, anh chị trước khi đi phải nhìn vô gương trước.
nhất là nữ đương nhiên rồi, nhưng mà nam ít khi lắm, đúng không? Mình phải nghĩ rằng người ta sẽ nói gì khi người ta nhìn mình. Rồi bây giờ nhìn hai hình đi, một cái gạch chéo, một cái nền. Tại sao nhìn đi, tại sao có người đứng lên sân khấu thấy nhiều người nói chuyện sọt cái túi quần vậy đó, nói chuyện trước 300 người mà sọt túi quần như thế này nữa, tại người ta không biết thôi. Không nên như vậy, không nên sọt hai vô túi quần, đúng không? Rồi ngồi đưa hai tay lên bàn vậy không nên, bây giờ mình để xuống quý anh chị. Rồi rồi bây giờ ta kết luận lại luôn, ta kết luận cái phần chủ đề tối đêm nay. Bây giờ để thành công, anh chị phải cần kết giao thân thiết cái bốn loại người sau đây. Ta nói rồi, không phải mình kết giao tất cả mọi người đâu nha, mình kết giao nhiều nhất 1.500 người thôi. Rồi rồi, thứ nhất, kết giao với người biết trân trọng mình, an ủi mình, giúp đỡ mình. Bây giờ mình kết bạn với mấy người mà nó không giúp đỡ mình thì thua rồi. Mình có quyền chọn mà, đúng không? Cho nên là kết giao mà mình chỉ cần giao tiếp một thời gian thôi, rồi mình có xây dựng mối quan hệ lâu dài không, mình coi coi người này có trân trọng mình hay không, có an ủi giúp mình hay không. Tại vì mình lúc nào đó mình khó khăn họ bỏ rơi mình. Nên tại sao nhiều leader đó, nhiều người làm Herbalife mà nhiều người bỏ mình, mình phải xem lại mình có là chỗ dựa cho người ta chưa, mình có trân trọng họ chưa, phải chú ý, đúng không? Rồi kết giao với người có năng lượng tích cực, energy bằng năng lượng bằng năng lượng, một người tràn đầy năng lượng thì người này sẽ tích cực, sẽ có nhiều giải pháp hay, khó khăn họ sẽ đứng dậy. Còn họ tiêu cực chưa gì hết, họ chỉ bằng tiêu cực, bằng thất bại thôi là thua. Rồi rồi tiếp tục, loại người thứ ba là người dẫn dắt mình, guide. Leader là ai? Leader là có người follower. Một người lãnh đạo là người có người đi theo, đúng không? Mà bây giờ cái người lãnh đạo mình mà không dẫn dắt mình, không giúp đỡ mình thì thua rồi. Mình gặp khó khăn họ đâu có chỉ bảo mình đâu, họ có chỉ dẫn mình đâu. Cho nên mình phải trở thành một người có tinh thần tràn đầy yêu thương, giúp đỡ người ta, dẫn dắt người ta, giúp người ta thành công rồi mình sẽ thành công, đúng không? Kết giao người chịu phê bình, nhắc nhở, giám sát mình, tức là người ta dám phê bình mình á. Chứ có người á sợ ông này không phê bình, ông làm sai cũng không nói luôn, chết mờ luôn. Mình làm sai họ, vì họ sợ mình tự ái, họ không góp ý mình, thua. Còn người mà dám nói cái điều sai của mình đừng ghét họ, mình phải cảm ơn họ. Bởi vì mình đi gặp khách hàng mình tệ hại mình sẽ thua, còn họ phê bình mình sửa sai, mình gặp khách hàng mình thành công, đúng không? Rồi có 6 loại người sau đây mình không nên hợp tác, đúng không? 6 loại người sau đây không hợp tác. Người có tham vọng riêng quá lớn, họ chỉ nhìn thấy họ thôi. Mọi người có tham vọng mà, nhưng mà tham vọng riêng của họ lớn hơn cái tham vọng của cái cộng đồng, của cái đội nhóm mà họ lãnh đạo. Họ không thấy lợi ích của cộng đồng, của đội nhóm này quan trọng hơn cái riêng của họ, thì họ sẽ không bao giờ dẫn dắt mình được, họ không giúp đỡ mình được. Thì loại người này mình không nên hợp tác, tại mình hợp tác mình mất thời giờ thôi. Cái thứ hai, không hợp tác người không có tinh thần sứ mệnh, tức là cái người không có một sứ mệnh cao cả, chỉ biết kiếm tiền thôi, còn mấy khác bỏ qua. Tôi chỉ cần biết tiền thôi, họ nói vậy thua. Đối tôi tiền là quan trọng hơn hết, còn mấy khác không quan trọng, vậy là tình cảm họ bỏ luôn. Mình thất bại họ không quan tâm, họ coi mình có mang tiền về không, có danh số về không, còn không mang danh số về họ coi mình như cỏ rác. Loại người này mình không nên hợp tác, bởi vì mình không có chỗ dựa tinh thần, họ không có sứ mệnh, họ không có cao cả, đúng không? Rồi mình không hợp tác người không có tình người, nó giống nhau thôi. Cái người không có tình sứ mệnh thì thường không có tình người, họ không vui vẻ, họ giận lẫy, họ mắng chửi họ này kia nọ. Nhớ kỹ quý anh chị ơi, đội nhóm mình không phải là nhân viên của mình đâu nha, họ là người cộng tác với mình, là đối tác mình chứ không phải là nhân viên đâu nha. Không phải là do là trưởng phòng tân phụng nhân viên đâu, không có đâu. Mô hình MLM là không có sếp. Nó nhiều người khoái lắm, nghe nó chào sếp khoái lắm. Không, đừng nói sếp vậy, mình nói sếp vậy là mình xỉa họ đó, mình đang nói nó xấy họ đó, tức là họ biết rõ họ không phải là sếp, họ là đối tượng. Mà bây giờ mình nói chào sếp, tức là họ nghĩ là chà, sao người ta kêu mình sếp ta. Có khi là dạ giả bộ nói kêu đó là chơi khấy mình, tại thực sự là không ai sếp hết, là người dẫn dắt mình, là người cho mình cơ hội, là người dẫn dắt, guide, là một leader, là một người guide, mình là người follower và họ giúp mình trở thành leader đó. Rồi người thứ tư là gì? Người tiêu cực. Rồi chắc chắn rồi,
người tiêu cực làm sao mà hợp tác với mình được. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình chơi 5 người tiêu cực, mình sẽ người thứ 6. Mình chơi 5 người thành công thì mình sẽ là người thứ 6. Không hợp tác người không có nguyên tắc. Không có nguyên tắc gì hết trơn. Nói đường mà lảm nẻo. Nói đúng giờ mà cuối cùng họ không có nguyên tắc. Họ đi trễ giờ, họ nói đổ thừa. Những người này không có nguyên tắc thì khó làm ăn lắm. Rồi, cuối cùng là người không có lòng biết ơn. Không biết cảm ơn. Cảm ơn hệ thống. Họ phát triển là cũng phải nhờ dưới nữa. Cho nên người ta hay nói cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Thành công của tôi là cũng đóng góp của các bạn. Chắc chắn rồi. Mình xâm lầm mình được. Rồi. Cho nên cuối cùng, nếu mình gặp một người mà bạn thật sự yêu thương thì giành lấy liền. Chừng chờ đợi nữa. Bởi vì mình không còn dịp nữa đâu. Love you. Rồi. Nếu mình gặp một người mà mình có thể tin tưởng được thì xây dựng mối quan hệ như này lên đi. Đừng có chờ nữa. Tại mình biết rồi. Bởi vì gặp người tin tưởng khó lắm. Trong cuộc đời này 10 người chỉ có 2-3 người thôi. Thậm chí có 10% thôi. Quy luật thế giới là có 10% mà tin tưởng được thôi. Rồi, gặp một người đã từng giúp đỡ mình thì đừng có chờ đợi gì nữa. Người ấy mang lại thời gian của đời mình, hãy xây dựng bền vững mối quan hệ đi. Rồi, tôi kết luận là gì? Giao tiếp chất lượng sẽ xây dựng nên mối quan hệ chất lượng, quý anh chị à. Tôi lặp lại một câu nói nữa. Giao tiếp, kết nối thực sự nó quan trọng. Mà trong đó hai công cụ là học viết và học nói, trình bày. Nó quan trọng đến nỗi tổng thống này nói rằng nếu quay lại trường đại học, tôi sẽ học hai cái này. Bởi vì đây là khả năng giao tiếp hiệu quả nhất, giúp cho mình thành công trong cuộc đời. Và sứ mệnh của tôi là gì? Giúp quý anh chị là có kỹ năng thế kỷ 21, công dân toàn cầu. Vì vậy cho nên là hôm nay tôi cũng lắp lại nhà anh kia. Tôi có một món quà tặng tháng 3. Kỹ năng thuyết trình với PowerPoint 365 là đây là mini training free. Hoàn toàn free trong 3 giờ đồng hồ. Cơ hội này tôi làm rất ít vì tôi không có nhiều thời giờ. Tôi sẽ làm đợt này, đúng không? Làm đợt này và có thể là một lần thôi, khó có lần thứ hai. Rồi, anh chị nào cần thì anh chị đăng ký vô một link Zoom, đúng không? Link Zalo, anh chị bấm link Zalo thì trong Zalo đó, trong tuần sau tôi có link Zoom để sắp xếp xong. Để tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị ở trong cái buổi Zoom đó trong vòng từ 13:30 đến 16:30 ngày 27 tháng 3. Rồi, ai sẽ nên tham gia chương trình này? Anh chị nào không thích hợp thì không nên tham gia. Thứ nhất, anh chị nào là team leader mà muốn có kỹ năng đào tạo kiến thức, kỹ năng cho thành viên đội nhóm mình về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trình bày và kỹ năng viết. Huấn luyện viên sức khỏe, doanh nhân, trainer mà mình, nếu mình chưa có kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp với sự hỗ trợ PowerPoint mà đặc biệt mình chưa có kỹ năng tin học thì nên tham gia. Anh chị nào mà đang kinh doanh online, đào tạo online, ngành như bảo hiểm hay là thực phẩm chức năng hay là cái gì đó, muốn có kiến thức chuyên sâu tiếp cận kỹ năng thiết kế bài thuyết trình PowerPoint để bán hàng, truyền thông sản phẩm, đào tạo tuyển dụng online, tạo kênh YouTube thì anh nên tham gia. Rồi cuối cùng, năm mới, tôi nghĩ là năm 2022 là năm yêu thương. Chúc anh chị tràn đầy năng lượng, làm tươi mới bản thân mình, có sự đột phá về tư duy, tràn đầy tình yêu thương, luôn luôn yêu thương nụ cười, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp để xây dựng tốt mối quan hệ chất lượng, đúng không? Networking, và thực hiện thành công để kế hoạch năm 2022. Rồi, tôi cũng cảm ơn anh chị hãy comment vào ô chat những cái điều mà những điểm mù của mình mà bây giờ nó sáng, đúng không? Tôi gọi là điểm mù, trước là mình mù, bây giờ mình sáng. Nó phát hiện mới của mình trong Zoom này nha. Rồi, cảm ơn sự tương tác theo dõi của anh chị. Hẹn các anh chị vào cuối tháng 3 nha. Rồi, xin hết. Cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời. Cực kỳ là tâm huyết cũng như là năng lượng của thầy Nguyễn Đăng Quan ạ. Và cả nhà thấy là ngày hôm nay là một cái nội dung rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và thầy hôm nay cũng không quản về mặt thời gian, đúng không ạ? Xin biết rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều các cô bác anh chị còn có mặt lại cái thời điểm này, sự là rất là hiếm ạ. Và một lần nữa em cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Ngày hôm nay thì thông qua cái bài chia sẻ của thầy á, thì em xin phép là được nốt lại một vài lý của thầy ạ. Thì rõ ràng hôm nay chúng ta biết được là networking ạ, một cái khái niệm tiếng Anh, đúng không ạ? Đối với các bác lớn tuổi hay là các anh các chị mà nếu mà không dành được tiếng Anh chẳng hạn, thì đây cũng là một cái khái niệm rất là lạ, đúng không ạ? Tuy nhiên là ngày hôm nay với sự phân tích mổ xẻ của thầy thì chúng ta đã biết được là networking nó chính là cái gì ạ? Nó chính là một trong những kỹ năng quan trọng nhất, một trong những kỹ năng quan trọng nhất giúp chúng ta xây dựng được gì ạ? Xây dựng và duy trì các cái mối quan hệ hay còn gọi là mạng lưới các mối quan hệ ạ. Và điều này nó sẽ làm gì ạ? Nó giúp ích cho sự nghiệp của chúng ta. Bên cạnh đó thầy hôm nay cũng đã cho chúng ta thấy được là tất cả mỗi một cá nhân trung bình đâu đó chúng ta có thể là tối ưu là khoảng 1.500 các mối quan hệ, đúng không ạ?
và có khoảng 150 các mối quan hệ chất lượng. À, như vậy là có nghĩa là nếu như đâu đó ngoài kia các anh chị chúng ta đang đồng hành với công việc của chúng ta, đúng không ạ? Mỗi người một công việc, tuy nhiên với công việc chính của chúng ta rất là nhiều người đang ở có mặt trong hôm nay chính là huấn luyện viên và dinh dưỡng ạ. Thì chúng ta thấy được là tất cả gì ạ? Tất cả khách hàng của chúng ta ai cũng có thể là người tiềm năng, đúng không các anh chị? Có thể họ xuất phát điểm rất bình thường nhưng mà xung quanh họ cũng có 150 mối quan hệ khác nhau ạ. Và điều này hoàn toàn chúng ta có thể dạ, thông qua giúp họ có được điều họ mong muốn, và chính thông qua sự tin tưởng họ có sẵn sàng họ có thể kết nối cho chúng ta những cơ hội đó, đúng không ạ? Một điều nữa rất là tuyệt vời ạ, đó chính là gì ạ? Kết nối trong cái network ạ, thì mục đích của chúng ta là ngoài việc nâng cấp thì chúng ta phải là kết nối ạ. Và kết nối là nó là điểm then chốt cả nhà, là điểm then chốt, là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc. Và hôm nay là thầy cũng đã chia sẻ một cái công thức rất là tuyệt vời ạ. Công thức đó là cao like share, và dịch sang tiếng Việt có nghĩa là biết, thích và tin tưởng, đúng không ạ? Điều này thì chắc chắn là cô ba chị chúng ta cần phải xem lại nếu như cô ba chị muốn hiểu sâu hơn, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì thầy cho chúng ta là 9 bước để đạt làm như thế nào để chúng ta networking hiệu quả, đúng không ạ? Nhân dịp đây thì Sơn cũng muốn chia sẻ với cả nhà một điều rất là thú vị ạ. Sơn có một cái câu rất là tâm đắc ạ. Người giỏi ạ, không phải cố gắng để biết thật nhiều, mà đó là khi bạn biết một điều gì đó ngay lập tức thì ứng dụng nó ngay. Mà Sơn tin rằng là sau 9 bước mà networking của thầy ngày mai chia sẻ thì biết đâu đó ngày mai sẽ có rất là nhiều các anh chị chúng ta đều bắt tay vào việc là thực hiện, đúng không? Thực hiện để chúng ta áp dụng, giúp cho chúng ta gia tăng đi ạ, các cái tệp các mối quan hệ, xây dựng các mối quan hệ nó chất lượng hơn. Và tất cả những khách hàng đó, tất cả những mối quan hệ đó cũng chính là khách hàng của chúng ta, vì bất kỳ ai cũng cần đến dạ, cũng cần đến sức khỏe, đúng không cả nhà? Và trước khi đến cái phần quan trọng nhất đó chính là phần giao lưu cuối buổi của buổi chia sẻ thì Sơn xin mời đến đây là anh Phạm Trường Sơn ạ. Lời đầu tiên cho Sơn xin gửi lời cảm ơn một cái buổi chia sẻ rất là tận tâm của thầy Quang. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn ạ. Nếu như có ba anh chị cảm thấy cái phần chia sẻ của buổi tối ngày hôm nay ạ rất là tuyệt vời ạ, cảm thấy hôm nay mình học được một điều gì đó hoặc là mình có một cái bí kíp giúp cho mình tự tin hơn trong cái việc mình làm xây dựng bộ mạng lưới, hãy thả thật là nhiều trái tim lại để cảm ơn đến thầy Nguyễn Đăng Quang của chúng ta. Và bây giờ là một cái phần vô cùng quan trọng ạ, đó chính là phần giao lưu ạ. Sơn biết rằng là đến thời điểm này cũng là rất là trễ, tuy nhiên rằng là Sơn nhận thấy là có hơn 200 điểm cầu rất là tâm huyết ạ. Vì cô ba anh chị chúng ta tâm huyết đang nghe chúng ta vẫn cùng nhau giao lưu với thầy Đăng Quang ạ. Đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng ạ. Hôm nay Sơn học được một điều đó là nếu như cô ba anh chị muốn làm được công việc này, việc đầu tiên của chúng ta đó là giới hạn vùng an toàn của chúng ta rộng ra. Một cái điều rất nhỏ đó là chúng ta hãy dám đi ạ. Ngày hôm nay có rất là nhiều cô ba anh chị Sơn thấy là cũng chưa bao giờ xuất hiện ở trên kênh Vọng Ra. Nếu như hôm nay chúng ta nhân viên là học đến networking, cô ba anh chị chúng ta hãy sẵn làm, ví dụ có thể là đặt một câu hỏi hay là hỏi một vấn đề nói trong cái buổi học ngày hôm nay cô ba anh chị chưa rõ ý, đúng không ạ? Hoặc đâu đó cô ba anh chị có thể cảm nhận những cái góc nhìn, cảm nhận được cái bài chia sẻ ngày hôm nay để giúp cho cái cộng đồng của chúng ta cùng nhau được học thông qua đó, để chúng ta được học thêm một chút ạ. Và chúng ta có hai cách cả nhà nhé, có hai cách ạ. Đó là cái cách đầu tiên, đó là chúng ta sử dụng cái bảng biểu thị ạ. Đó là bàn tay vàng cả nhà nhé. Còn cách hai là cô ba chị có thể là gửi chúng ta có thể gửi một vài lời cảm nhận hay là một vài cái câu hỏi để chúng ta có thể là gửi lên trên không chat và ban tổ chức sẽ hỗ trợ các anh chị để kết nối đến thầy của chúng ta. Nếu như tạm thời có ba chị chúng ta vẫn chưa, đúng không ạ, thì Sơn xin phép được nói một vài ý ạ. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, cho em cũng thật sự khi hôm nay em làm MC nữa, em cũng rất muốn là gửi một lời cảm ơn đến thầy ạ. Ngày hôm nay em là học được, còn thật sự là em học được hai điều lớn ạ. Em thì em khó học trong một cái nội dung kiến thức rất là dài, thì em thì thường em sẽ không học được tất cả đâu ạ, nhưng mà em sẽ học được cái điều gì mà em sẽ ứng dụng vào thực tế ạ. Đó chính là gì, hôm nay em học được một điều rất là tâm đắc, đó là em sẽ cố gắng là mình sẽ ở mỗi một ngày sẽ cố gắng kết nối được với nhiều người mới hơn, mà đặc biệt là ví dụ như là thông qua các sự kiện này, thông qua các bữa ăn này, buổi gặp gỡ cà phê này. Em sẽ cố gắng em phải thay đổi là lúc nào cũng sẽ xây dựng cho mình mỗi một ngày có thêm những mối quan hệ mới. Và một cái điều em tâm đắc thứ hai đó là cái gì ạ, đó là sự lắng nghe. Và điều này rất là quan trọng ạ. Nhân em cũng muốn chia sẻ với các anh chị là
Cách đây ngày hôm qua Sơn có chia sẻ một món quà về giải pháp sức khỏe. Thì khi mà nói với người chị họ ở ngoài Hải Phòng, chị trở về, việc ngồi lúc đó chị đấy là còn ngồi cùng các gì và rất là nhiều người phản đối. Ngay lập tức vừa mọi người vừa nói đến cái vấn đề về sức khỏe và họ hiểu rằng là em làm sức khỏe và họ phản đối rất là gay gắt. Điều này Sơn chỉ ngồi cười thôi. Và Sơn biết rằng là sau khi mình để cho cả nhà xã xong thì Sơn chỉ nói, bắt đầu mình chỉ nói cái điều gì mình đồng cảm cái góc nhìn của họ. Và sau đó mình nói lý do tại sao lại không được như vậy. Chỉ nói đơn giản vậy thôi. Và sau đó Sơn sẽ không nói bất kỳ một điều gì. Sau đó Sơn sẽ nhờ đến người vợ cũng như là một tiếng dưới của mình thông qua mình sử dụng sức mạnh bàn tay trái. Có những người mà khi mà họ đã có cái gì họ đang phân vân về mình, thì bạn muốn xóa được cái toàn băng đó thì chúng ta có thể sử dụng gì sử dụng đến thông qua là trò chơi đội nhóm nữa, trò chơi đội nhóm. Thì cũng chính là trong cái xây dựng mối quan hệ của networking ạ. Khi mà chúng xây dựng được các mối quan hệ, không nhất thiết là chúng ta làm những việc gì mà chúng ta không kết nối với những người mà làm những việc khác. Chúng ta phải thực hiện nó để học hỏi họ ở bất kỳ một góc độ nào đó, biết đâu đó trong một thời điểm nào đó chúng ta có thể sử dụng được và thử sử dụng gọi là sự quan lại như thế nào. Ví dụ như bạn có những người bạn giỏi về du lịch, đôi khi bạn muốn đi du lịch thì bạn sẽ thông qua những người bạn đó, bạn sẽ biết cái cách làm như thế nào để bạn đi du lịch, mà thứ nhất là vừa phù hợp với cái mong muốn của bạn, cái túi tiền của bạn, thì chắc chắn rằng là chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng mối quan hệ. Và điều này do Antonio Rubin đã nói. Và sẽ là nhìn thấy trên màn hình ạ. Xin chào cả nhà. Bây giờ cũng khá khuya rồi. Thì anh cũng không biết nói gì hơn. Những lời anh muốn nói thì qua những lời anh muốn nói qua những cái qua cái buổi học tối hôm nay thì những lời anh cũng muốn nêu lên thì vừa rồi em đã chắc lọc hết rồi. Thì anh chỉ biết nói lời cảm ơn đến thầy Quang và ban tổ chức có một buổi học thật là giá trị. Như hôm trước, như lời thầy đã nói là tối hôm nay thầy sẽ cho phòng giúp mình những cái gì tinh tế nhất, những cái gì tuyệt vời nhất. Thì hôm nay, tối hôm nay thầy đã làm những cái việc đó và thầy đã cho đi. Dù là thầy, em biết thầy là mới vừa bị cô ấy xong thì sức khỏe thầy cũng đang chưa được tốt, nhưng mà thầy đã cho cống hiến cho đi rất tuyệt vời. Em cảm ơn thầy, em cảm ơn ban tổ chức và mọi người. Dạ, em cảm ơn anh Văn Toàn ạ. Cảm ơn những phần nhận xét rất là tận tâm của anh ạ. Và Sơn nhìn thấy là trên Zoom còn có ở trên nhìn trên phông của Sơn thì Sơn thấy có bạn Kim Anh cũng ngồi từ đầu đến cuối rất là chăm chú ạ. Bạn Kim Anh có thể là bật mic để giao lưu với cả nhà một chút được không ạ? Cảm nhận của bạn chia sẻ về buổi tối hôm nay ạ. Hay là nếu như mà chị có những câu hỏi thì chị có thể là hỏi trực tiếp đến thầy Đăng Quang của chúng ta. Em mời chị ạ. Dạ em mời chị ạ. Vâng ạ. Em cảm ơn anh Hoàng Sơn. Và thực sự là buổi hôm nay em học được rất là nhiều các cái giá trị mà thầy Quân chia sẻ qua cái buổi ngày học ngày hôm nay ạ. Thực sự là bản thân em thì cảm nhận được là mình chưa có làm được nhiều những cái điều, những cái nội dung mà hôm nay thầy chia sẻ. Qua buổi hôm nay em học được rất là nhiều. Đầu tiên là mình học được cái thói quen ngày xưa là mình cứ đi đâu là mình kết nối với người quen thôi ạ. Thực sự là mình chưa có biết cách kết nối với, xây dựng cái mối liên hệ, mối quan hệ đối với người lạ. Đó là cái mà cái đầu tiên em học được. Và cái điều thứ hai đó là lắng nghe. Lắng nghe ở đây không phải là nghe để chỉ nghe, mà lắng nghe để thấu hiểu và lắng nghe bằng tai, bằng mắt và bằng cả trái tim ạ. Đó là cái giá trị thứ hai mà em nhận được thông qua buổi hôm nay. Và cái điều rất là tuyệt vời mà em đó là cái việc mà nghệ thuật đặt câu hỏi nhá. Thay vì việc mình trả lời thì mình hãy đặt câu hỏi. Thực sự và lấy chị Bích Huệ cũng có muốn hỏi thầy một câu đấy ạ. Đó là làm thế nào để nâng cao cái kỹ năng đặt câu hỏi đấy ạ. Đó là cũng là một cái điều mà bản thân em cũng như em nghĩ là cũng có một số cô bác anh chị ở trong phòng hôm nay cũng muốn hỏi thầy cái điều đấy. Thực sự là hôm nay dù thời gian đã rất là muộn rồi và thầy cũng vừa mới sau cái đợt dịch COVID xong ạ. Nhưng mà
thầy vẫn cho cái giá trị cho đi của thầy rất là tuyệt vời. Em một lần nữa xin cảm ơn thầy. Qua cái buổi ngày hôm nay em học được vô cùng tất cả cái 9 cái nội dung của thầy, em cũng đã thẩm thấu vào, mong rằng tin rằng ngay ngày mai ạ, mình sẽ áp dụng những cái giá trị bài học hôm nay của thầy vào thực tế ạ. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn anh Hoàng Sơn. Cảm ơn bạn Kim Anh rất là nhiều nhé. Những chia sẻ và cũng như là những cái bài học bạn Kim Anh nốt lại thì cũng chính là một lần nữa để cho cả nhà chúng ta cùng đúc kết đấy ạ. Xem tin chắc rằng là bất kỳ một công việc nào hay bất kỳ một mối quan hệ nào thì chúng ta vẫn phải giao tiếp ạ. Và trong giao tiếp nó chính là gì ạ? Được gọi là bán hàng ạ. Và nếu như chúng ta bán được một lý do nào đó mà khiến cho cả hai bên mà người ta cảm thấy vui vẻ, người ta chấp nhận đó là mình bán hàng giỏi. Và chỉ có bán hàng như vậy ạ, chúng ta mới được lâu dài đến cả nhà. Như vậy là chất lượng cuộc sống cũng như là về dư giả về mặt tài chính, cũng như là về mặt thời gian, hay là về mặt chất lượng các mối quan hệ, hay là hay nói đơn giản thì nó sẽ đảm bảo bánh xe mang bánh xe cuộc đời của chúng ta, chắc chắn là nó phụ thuộc vào dạng, phụ thuộc vào năng lực bán hàng của bạn. Và muốn bán hàng thì ngày hôm nay rõ ràng là thầy đăng quang là cho chúng ta một cái góc nhìn rất là cụ thể đó. Một lần nữa cảm ơn hai phần đóng góp rất là tuyệt vời của anh Văn Toàn cũng như là của chị Kim Oanh nhé. Thì không biết là cả nhà mình nếu như không còn ai còn đặt câu hỏi thì Sơn xin phép là thời lượng của chúng ta kết thúc ở đây ạ. Thì thời lượng hôm nay cũng là đến 11 giờ rồi ạ. Và Sơn rất là cảm ơn 158 điểm cầu ạ. Và một lần nữa Sơn cảm ơn, vô cùng cảm ơn đến thầy Nguyễn Đăng Quang của chúng ta đã dành rất là nhiều tâm huyết ạ, cũng như là những cái kiến thức mà thầy đã tích lũy được rất là nhiều năm sau nhiều năm công tác và thực chiến ạ. Cảm ơn bạn đã xem video Networking hiệu quả của tôi. Hy vọng bạn đã có giây phút thư giãn và bổ ích sau khi xem video của tôi. Bạn hãy like video và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé. Bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận video giá trị và bổ ích tiếp theo của kênh Quang Nguyễn Trainer nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn vạn điều tốt lành.